Chương 64 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lại một lần nữa lần nữa sau khi tỉnh lại, thẩm hạt vanh cảm thấy có chút xấu hổ, hắn nằm ở trên giường, cảm giác đến một cổ niệu ý đánh úp lại, là một người nam nhân, hắn cảm thấy hắn có thể nhìn xuống. Những cái rắm A à. Mặt thượng rất có vài phần nóng nảy vương tay, ấn xuống một cái bên giường ấn chuông, kết quả rất khoái tới rồi một cái xuyên màu trắng hộ sĩ phục nam nhân, không sai. Là kia loại xuyên màu trắng hộ sĩ phục, liền váy kia loại nam nhân. Nam nhân trên đầu còn mang theo một cái màu trắng hộ lý tài năng đủ có được hộ sĩ mũ. Chủ nhân, ngài có cái gì nhu cầu sao? Đừng nhìn như vậy một người nam nhân xuyên hộ lý quần áo, chính là lại trường thô tráng kiện tráng, mặt cũng là kia loại tiêu chuẩn sô-cô-la nhan sắc, những người nhìn cảm thấy lạc ánh mắt, còn có hắn kia chống đỡ được sắp đem hộ sĩ phục cấp tạo ra cơ ngực, ha hả. mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy đây là một đứng đắn hộ sĩ đi. còn một muộn một cái chủ nhân, ngươi sao không thượng thiên ni? đi nhà cầu. sống không còn gì luyến tiếc nói ra những lời này, thẩm hạt văn cảm thấy, tại sao mình não tàn? tại sao tới đến như vậy một cái thế giới? nga không? có lẽ phải nói. Vì cái gì chính mình cái này thân thể sẽ thỉnh như vậy một cái họa phong thanh kỳ hộ công. Nam hộ công nghe được thẩm hạt vanh nói sau đó, lập tức nở nụ cười, tám răng thập phần hoàng mỹ. Hảo chủ nhân. Hắn nói xong, thế nhưng bay thẳng đến thẩm hạt vanh vương ra tay, sau đó liền như vậy đem trên giường thẩm hạt vanh cấp ôm đứng lên, tiếp một đường đi tới buồn vệ sinh. buồng vệ sinh bên này có chuyên môn vi người tàn tật thiết kế nhà cầu, nam hộ công thuần thuộc cấp thẩm hạt vanh cởi quần, sau đó nói rằng Chủ nhân chờ một lát gọi ta. Nói xong rời khỏi buồn vệ sinh, mà ngồi tại nhà cầu thượng thẩm hạt văn, nhìn chính mình không hề có động tĩnh gì hai cái đùi, sống không còn gì luyến tiếc. 438 ta ngày ngươi nải nải. Trước ngươi cũng không đã nói với ta ta sẽ biến thành người tàn tật a à, ta này đều thành người tàn tật, còn như thế nào đánh nhau. Một bên hưởng thụ đi nhà cầu bi kịch cảm giác, một bên chửi bới 438, Thẩm Hạc Vanh gặp qua rất nhiều người tàn tật, nhưng là mình không có tàn tật quá, cho nên bỗng nhiên biến thành một cái nằm ở trên giường gì cũng sẽ không động người, kia có thể vui lòng a, à, dù sao hắn là không vui lòng, chẳng những không vui lòng, hơn nữa cảm xúc hai ngày này biến đến thập phần nóng nảy. Ký chủ thỉnh bình tĩnh, đây là nhân sinh nhất thiết phải trải qua thống khổ, ký chủ ngươi đã có được vô hạn kỳ sinh mệnh, kia liền muốn tiếp thu như vậy vô hạn sinh mệnh không trọn vẹn, trên địa cầu mổ trứ danh nghệ thuật gia nói quá, không trọn vẹn tiếc núi cũng là một loại mỹ, ta tin tưởng ký chủ nhất định sẽ sống càng thêm tùy ý, 438 quán tâm linh canh gà, mà thẩm hạt vanh lại là cười lạnh một tiếng. Ta có thể đi ngươi. Hợp tàn tật người không là ngươi A, không trọn vẹn mị lực. Ta nhìn ngươi hiện tại liền đỉnh không trọn vẹn, này đều não tàn, không phải có thể đem ta biến thành người tàn tật sao? Còn tùy ý, liền ta bộ dạng này, ngươi cảm thấy ta muốn là tưởng đàm luyến ái có người tưởng theo ta tại cùng nhau sao bị tẩy trừ quá ký ức cùng cảm tình thẩm hạt vanh như trước là cái kia hồng trên đường tối tịnh tể miệng trong nói kia là được lý không buông tha người dù sao rất bẩn chính là ký chủ tuy rằng ngài tàn tật chính là ngài có tiền a người địa cầu không phải nói sao bất cứ sự tình đều có thể đủ dùng tiền giải quyết nếu giải quyết không thì phải là ngài tiền không đủ cho nên lần này thân phận của ngài chính là trăm tỷ tài sản người thừa kế Nga hy vọng ngài đùa vui vẻ sao sao đát. 438 hoặc nhiều hoặc ít đã sờ rõ ràng tự gia ký chủ đặc tính, dù sao ham ăn biến làm kia là khẳng định, thích mắng chửi người cũng là khẳng định, phấn đấu cũng là sẽ phấn đấu, nhưng là có thể không phấn đấu liền không phấn đấu, đây mới là ký chủ chân thực ý tưởng. Cho nên 438 chỉ có thể đủ chậm rãi tôi luyện ký chủ tính cách, những ký chủ một ngày nào đó nếu là thật sự đến một cái hoang vu thế giới trung, cũng có thể huyễn khốc sống sót. Dù sao, có chút thế giới ký chủ cũng sẽ biến thành người nghèo, đến lúc đó cũng không thể đói chết đi. Trăm tỷ tài sản. Nhiều tiền như vậy có thể đem ta chân chữa khỏi sao? Không thể. Vậy thì có cái gì dùng? Thẩm Hạc Văn đã giải quyết xong rồi sinh lý vấn đề bất quá bị chất vấn 438 cũng là trầm mặt không để ý tới thẩm hạt văn phản phất căn bản là không có nghe được giống nhau mà thẩm hạt văn tại thượng hoàng nhà cầu sau đó chỉ có thể đủ buồn thanh đạo an cửu lạp vào đi quả nhiên ra lệnh một tiếng bên ngoài sô cô la hộ công lại một lần đi đến sau đó bình tĩnh cấp thẩm hạt văn chỉnh lý quần áo sau đó dẫn hắn rửa tay tiếp lại một lần đem thẩm hạt văn ôm đến trên giường nhận thẩm hạt văn nằm ở nơi đó không sai, như vậy một đại hán tên là An Cửu Lạp. Kỳ thật đi. Hắn tên này ban đầu nguồn gốc là tiếng Anh Thiên Sứ Ý Tứ, kết quả ni. Kết quả nhân gia ngạnh sinh sinh cấp phiên dịch thành trung văn. Đừng nhìn An Cửu Lạp cái đầu đại thoạt nhìn không dễ chọc bộ dáng, chính là trên thực tế cũng là cái thiếu nữ tâm bùng nổ đại nam nhân, bằng không có thể từ tiểu lập chí làm hộ sĩ sao. Lúc trước An Cửu Lạp đương hộ sĩ sau đó tại bệnh viện đều không người nào dám dùng, vẫn là Thẩm Hạc Văn ngẫu nhiên phát hiện đều là nam sinh đi nhà cầu không xấu hổ sau đó, khiến cho An Cửu Lạp đương Thẩm Hạc Văn chuyên thuộc hộ công, này một hầu hạ chính là 5 năm. Từ Thẩm Hạc Văn 17 tuổi nhận thức An Cửu Lạp đến bây giờ, đã là 22 tuổi, phổ thông người đều ở trong trường học mặt hưởng thụ sinh hoạt, mà Thẩm Hạc Văn lại là tại xe lăn học tập, sau đó xử lý công ty sự tình, thuận tiện chơi một chút trò chơi. Ân. Ừ. Nếu như nói hiện tại nhiều ít có thể nhượng thẩm hạt văn vui vẻ một chút điểm, thì phải là trên cái thế giới này có toàn tức trò chơi tồn tại. Chủ nhân, server tiếp qua 10 phút sắp đổi mới hoàn tất, ngài tưởng muốn đi vào trò chơi sao? An Cửu Lạp dò hỏi, hắn sô-cô-la làn da nhìn kỳ thật thời gian trưởng cũng đỉnh dễ nhìn, bất quá chính là cái này người có ác thú vị, tuy rằng hai cái người quan hệ là thuê quan hệ, chính là An Cửu Lạp mỗi lần nhìn thấy thẩm hạt vanh đều muốn gọi chủ nhân, cũng không biết là nhìn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật tại thẩm hạt vanh khi còn bé còn mưu toan dãy dụ quá nhượng hắn đem tên này sửa đổi đến kết quả hiện tại đã buông tha trị liệu chủ nhân liền chủ nhân đi yêu sao sao ân ừ. đợi lát nữa ngươi theo ta cùng nhau thẩm hạt vanh gật đầu tuy rằng chân phế đi chính là hắn có tiền a à, chẳng những có tiền thế giới này còn có mới nhất đi ra thế giới thứ hai cái này toàn tức trò chơi rất nhiều chơi cái này toàn tức trò chơi người đều cảm thấy trò chơi này hảo ngoạn, nhưng là không có người biết, cái này trò chơi là thẩm hạt vanh phụ mẫu lúc trước vì nhượng nhi tử có thể hưởng thụ đứng trên mặt đất cảm giác đặc mà nghiên phát ra tới. Lúc trước bởi vì tại mẫu thai bên trong thân thể bị hao tổn, thẩm hạt vanh vẫn luôn không có lĩnh hội quá đứng lên cảm thụ, sau lại thẩm gia phu thê càng là bởi vì chuyện này thập phần tự trách, một bên điên cùng tìm kiếm phương pháp tưởng muốn cho nhi tử đứng lên, một bên lại phi thường bận rộn công ty sự tình tưởng phải tìm càng nhiều phương pháp nhượng nhi tử vui vẻ chính là đại nhân có chút thời điểm thường thường sẽ quên đối với một cái thân thể có tàn tật hài tử đến nói tốt nhất trị liệu không phải là khôi phục thân thể của bọn họ mà là ôm chầm bọn họ linh hồn từ tiểu thẩm hạt vanh chính là tại phụ mẫu bận rộn trung vượt qua bên người làm bạn người vĩnh viễn đều là bảo mẫu cùng người hầu cùng với quản gia tuy rằng nói thẩm gia phu thê đều là vì thẩm hạt vanh chính là tiểu tiểu hài tử vẫn là nhiều ít có chút không lý giải phụ mẫu cách làm, vẫn luôn đến năm kia thời điểm, này khoảng toàn tức trò chơi, thế giới thứ hai sắp tuyên bố trước, thẩm hạt vanh phụ mẫu từ nước ngoài vội vàng trở về cấp nhi tử sinh nhật, kết quả gặp tai nạn trên không, hai. Người ly khai thẩm hạt vanh. Lúc ấy lấy được phụ mẫu di vật sau đó, thẩm hạt vanh mới phát hiện mình phụ mẫu vì chính mình là cỡ nào nỗ lực, lại là cỡ nào yêu chính mình, chính là hết thảy đều quá muộn. Này khoảng thế giới thứ hai chính là thẩm gia phu thê vì thẩm hạt văn sáng tạo cái thứ hai thế giới. Bọn họ hy vọng nhi tử có thể tại thế giới này khóa nhạc chạy trốn hành động, có thể giống như người bình thường giống nhau đứng lên, chính là nguyện vọng này chung quy là không có nhìn đến. Phụ mẫu sau khi qua đời, thẩm hạt văn tiếp nhận gia nghiệp, hắn tuy rằng tàn tật, chính là đầu óc rõ ràng, từ tiểu thông tuệ hơn người, thêm thượng mỗi lần trong nhà đều là thỉnh chuyên nghiệp nhân tài giáo dục, cho nên bất quá nửa năm thời gian, Hắn đã đem gia nghiệp xử lý gọn gàng ngăn nắp, tiếp tại phụ mẫu nguyện vọng hạ. Tại năm nay đầu năm mở ra thế giới thứ hai chính thức phát hành. Hiện giờ thế giới thứ hai đã khai phục không sai biệt lắm 3 tháng. Mà thẩm hạt vân dùng ngàn giấy hạt tên này ngoạn gia cũng trở thành thế giới thứ hai trung cao nhất truyền kỳ. Vì cái gì nói như vậy ni? Bởi vì hắn thiếu yêu a. À. Thẩm hạt vân cái khác không có, tiền nhiều nhất, từ tiểu bên người không có mặt khác người phụ mẫu bận rộn, sau lại qua đời, dẫn đến hắn rất tưởng muốn được đến người khác yêu. Hắn lần đầu tiên tại thế giới thứ hai, trung đứng lên thời điểm, đụng phải ở cái này trò chơi trung cái thứ nhất ngoạn gia, cũng là mở ra hắn hậu cung lộ đệ nhất đảm nhận, cô Tô Ngọc. Cô Tô Ngọc là một cái ngô nông mềm giọng cô Tô tiểu mỹ nhân, nói chuyện thời điểm nhu nhu nhược nhược, lúc trước gặp được ngàn giấy hạt thời điểm, nàng đang tại ôm trò chơi trong giả thuyết con thỏ chơi, kết quả kia con thỏ tránh thoát sau đó chạy tới ngàn giấy hạt trước mặt hai người cũng bởi vì này chỉ con thỏ quen biết không hiểu yêu thẩm hạt vanh rất trắng ra tại đối phương làm bạn hắn hai ba ngày sau đó trực tiếp phát ra mời nói mỗi tháng cho nàng tiền hy vọng cô tô ngọc có thể vẫn luôn bồi tại bên cạnh hắn có lẽ tại kẻ có tiền trong mắt bất cứ sự tình đều là có thể dùng tiền mua tới cô tô ngọc lúc ấy cảm giác đến coi như bị vũ nhục nhưng là tiếp xúc vài ngày sau cảm thấy thẩm hạt văn cũng chỉ là một cái thiếu yêu người mà thôi, hắn không là đối mình thích, mà là chỉ thích có người bồi ở bên cạnh hắn, cho nên cô Tô Ngọc trở thành thẩm hạt văn hậu cung đệ nhất nhân. Có cô Tô Ngọc, liền có mặt khác người, ngàn giấy hạt tại trò chơi trung gặp khả ái tiểu la lị yêu ninh tiểu khả ái, nàng làm nũng bộ dáng nhượng ngàn giấy hạt cầm giữ không ngừng, tổng là thích sủng nàng, như là đối muội muội nhất dạng hỏa lạc tiểu mỹ nhân thanh thiển tiêu tiêu bởi vì biết ngàn giấy hạt mua một cái ban hội, liền nhất định phải nháo làm ban chủ phu nhân, liền như vậy bồi ở tại ngàn giấy hạt bên người. Thế giới thứ hai, khai phục sau đó để nhất sát thủ săn ma nhìn thẩm hạt vanh bên người bồi nhiều như vậy nữ nhân, có chút ngạc nhiên cái này nam nhân mị lực, cũng trở thành hậu cung một viên. Còn có thế giới thương nhân kim sáng sáng, nhân thẩm hạt vanh tài đại khí thô, chủ động cầu bao dưỡng, đúng là dung nhập cái này hậu cung đoàn, bởi vậy nhượng ngàn giấy hạt trở thành thế giới thứ hai trung tối ngư bức tồn tại. Dù sao, nam nhân trong khung đại bộ phận người đều nghĩ muốn tam thê tứ thiếp, nhưng là cũng chính là ngẫm lại mà thôi, trò chơi trong là trò chơi, đến hiện thực bên trong nói, hiện thực trong như trước là chế độ một vợ một chồng. Bởi vậy đối với ngàn giấy hạt có thể có nhiều như vậy tiểu mỹ nhân bồi tại bên người, các nam nhân đều là hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ có thể chưa từng có đem cảm tình cùng tiền tài đặt ở cùng nhau, tuy rằng ngàn giấy hạt tài đại khí thô, chính là bọn họ cố tình thích tin tưởng những cái đó nữ nhân đều là bởi vì ngàn giấy hạt cá nhân mị lực mới nguyện ý trở thành đối phương hậu cung, cái này cùng nhìn sản văn nhất dạng, đại nhập cảm cực cường. Không có biện pháp, ai nhượng thẩm hạt văn bên người này năm cái nữ nhân mỗi cái đều là nhan trị cao tiểu mỹ nhân ni. Yêu ninh tiểu khả ái thiên chân vô tà, la lị mặt mảnh liệt ngực, một ngụm la lị âm mê chết người cô tô ngọc ngô nông mềm giọng mềm mại đáng yêu hơn người diện mạo xem như kia loại các nam nhân trong lòng cực phẩm nữ thần bộ dáng bất nhiễm phàm trần thanh thiển tiêu tiêu dung mạo diễm lệ một đầu lửa đỏ đầu lượng nhượng người ghé mắt khêu gợi dáng người nhượng bất luận cái gì một người nam nhân đều cầm giữ không ngừng kim sáng sáng đừng nói nữa thế giới thường xuyên bán trang bị bị người xưng là hành tẩu tiểu kim kho hít mắt cười rộ lên bộ dáng như là chiêu tài miêu nhất dạng dù sao nếu là lấy về nhà đương lão bà, kia là thật là sẽ rất thoải mái. Đến nỗi cuối cùng một cái săn ma, tuy rằng đại gia chưa từng thấy qua, nhưng là căn cứ bị săn ma giết qua ngoạn gia nói, nữ nhân này là một cái phiêu lượng đến nhượng ngươi nhìn một mắt liền vô pháp phản kháng nữ nhân. Thế giới thứ hai, không phải là một cái cổ phong trò chơi, chính là loại này tại trò chơi bên trong minh mục trương đảm khai hậu cung, còn thật là đầu một cái. Thẩm hạt vanh không thiếu tiền, chính là thiếu yêu, Viết thiếu người khác quan tâm, những nữ nhân này nhóm một mỗi cái tâm tư khác nhau, nhưng cũng minh bạch Thẩm Hạc Văn không sẽ đối với các nàng làm cái gì, cho các nàng tiền cũng là thích các nàng cùng cảm giác, cho nên mỗi người đều rất ăn ý, cơ hồ mỗi lần Thẩm hạt Văn thượng tuyến đều có người cùng, có chút thời điểm năm cái người thậm chí sẽ cùng nhau cùng Thẩm Hạc Văn. Các nàng chi gian cũng sẽ không ghen tị, ước chừng là bởi vì không yêu, cùng với Thẩm hạt Văn không yêu, đại gia đều là theo như nhu cầu huống hồ thẩm hạt phanh nhan trị cao rất, quan là đứng ở nơi đó cũng đã có thể hấp dẫn qua đường các loại ngoạn gia chú ý, thậm chí còn có thể đủ bị trở thành là NPC tới hỏi lộ, đủ để chứng minh thẩm hạt phanh thụ nữ hài tử hoan nghênh trình độ. Nữ nhân đều là thích phiêu lượng tồn tại, đối nam nhân cũng là giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, thẩm hạt phanh bởi vì thiếu yêu, thật là tại trò chơi trong bên trong bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này hẳn là không sẽ quá dài, đại gia ngày mai gặp sao sao đát. Quỳ cầu dịch dinh dưỡng Nga quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đát cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tứ dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 65 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu là đây là cố sự mở đầu cùng kết cục, một cá nhân tưởng muốn dùng tiền mua đến thiếu hụt yêu, mặt khác mặt khác cô nương cũng là đều hảo tâm bồi ở cái này nhân thân biên, kia đại khái chính là tốt nhất kết cục. Chính là ở cái này trò chơi khai phục 3 tháng sau đó, tại thế giới thứ hai trung xuất hiện một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, bất luận kẻ nào nhìn đến nàng đều vi lâm vào tâm động, phàm là là cái nam nhân, cơ hồ là không có khả năng chống cự đối phương mỹ lực. Thẩm hạt vanh tại trò chơi bên trong, mặc dù có năm cái xinh đẹp như hoa hậu cung, nhưng là cũng là tại vô ý chi gian gặp này vị đã bị muốn đồn đãi vi thế giới thứ hai để nhất mỹ nữ lê hoa sơ tuyết không sai chính là như vậy một cái đáng thương khả ái tên lại là một cái nhượng người vừa gặp đã thương liền tuyệt thế đại mỹ nữ nơi này không thể không đề một chút thế giới thứ hai đặt ra vấn đề làm một cái trò chơi ngươi không thể yêu cầu thế giới này biến thành một cái khác tàn nhẫn xã hội bởi vậy tại thế giới này trung người có thể điều chỉnh chính mình dung mạo đến đạt được hoặc là lẫn tránh một vài thứ. Nói thí dụ như không thích bị người theo đuổi nữ hài nhi có thể đem chính mình dung mạo biến dạng, mà những cái đó tưởng muốn cho chính mình mỹ nhan, cũng có thể gia tăng 100% mỹ nhan trình. Độ, nếu tưởng muốn trở lại lúc ban đầu trạng thái, khi liền muốn tại thương thành trong mặt mua dịch dung đan, một lần dịch dung đan liền 100 khối. Này thì cũng tạo thành, thế giới thứ hai cái dung mạo giả dối mà lại chân thật, rất nhiều nam sinh đều là soái ca a nữ hài nhi cũng mỹ nữ tương đối nhiều chính là đại gia hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra hiện thực bên trong hình dáng cho nên kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu huống chi cái này thế giới thứ hai vì nhượng ngoạn gia đùa càng chân thật trừ bỏ dịch dung đang ở ngoài ngoạn gia trong tay càng là có thể chế tác một khoản thần khí này khoản thần khí là một khoản kính viễn vọng chỉ cần vừa nó nhắm ngay ngươi tưởng nhìn người như vậy liền có thể nhìn đến cái này người vốn là thuộc tính cùng dung mạo, tên liền gọi làm chân tướng chi kính. Đương nhiên, thứ này lúc đầu thời điểm là không tồn tại, vẫn là đại gia sờ soạn đến mặt sau cùng mới phát hiện có này ngoạn ý. Đến cái kia thời điểm, tuy rằng thứ này giá trị xa xỉ, chính là đại gia có vài người vẫn là sẽ lén lút tìm người dùng cái này nhìn trộn một chút chính mình nhận thức bằng hữu hoặc là bạn lữ. Lê Hoa Sơ Tuyết là tại trò chơi khai phục sau đó cái thứ ba nguyệt hỏa biến toàn bộ thế giới thứ hai, tại thế giới thứ hai, trung, vì Hoàng Mỹ tạo ra cái này trò chơi, trò chơi phong cảnh bên trong càng là xa hoa, tại Lạc Anh Đảo, liền là nơi nơi đều là cây anh đào một cái đảo nhỏ, giống nhau đều là dùng để tình lữ ước hội A, hoặc là ban phái khai hội gì gì đó, đầy trời phất với cây anh đào thập phần lãng mạn. Này vị tuyệt thế đại Mỹ nữ, liền là tại thời gian này xuất hiện, nàng liền là nằm ở kia cây anh đào trên cây, nghiêng đầu đến xem mọi người, cái nhìn này liền là mị hoặc nhân tâm, những người ở chỗ này sôi nổi lâm vào khuynh đảo. Nếu nhất định phải vi vị mỹ nữ kia tìm hình dung từ, liền là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ, không có người có thể đủ cụ thể hình dung đi ra người này tốt đẹp, chính là nhắc tới vị mỹ nữ kia, liền là dùng tối mỹ để hình dung. Thẩm hạt vanh ở cái này trò chơi bên trong vốn là chính là tiêu khiển, bằng không cũng sẽ không tìm năm cái lão bà cùng nhau chơi cho nên đối với với này vị vượt qua chính mình lão bà nữ nhân thẩm hạt vanh nhiều ít có chút ngạc nhiên bất quá cũng không phải tưởng muốn đối với đối phương thế nào ngược lại là thẩm hạt vanh năm cái lão bà chẳng biết tại sao lần này nhất trí đối ngoại dù sao kia ý tứ chính là không cho phép thẩm hạt vanh lại đi thông đồng cái khác nữ sinh nếu nhất định phải nói ân đây là nữ hài tử ghen tị thiên tính sao Lê Hoa Sơ Tuyết nhan trị thật sự là cao đến nhất định nông nổi, thậm chí cao đến, tại, vô ý, gặp cái này Lê Hoa Sơ Tuyết sau đó, Thẩm Hạc Văn một mắt tâm động, một mắt vạn năm. Có một câu nói rất hay, sở hữu nhất kiến chung tình bất quá là thấy sắc khởi ý, sở hữu lâu ngày sinh tình bất quá là tìm không thấy càng hảo. Thẩm Hạc Văn bên người như vậy nhiều mỹ nữ, hắn đều không có tâm động, như thế nào sẽ đối một người như thế tâm động ni? chẳng lẽ liền là bởi vì đối phương sắc đẹp sao? Trên thực tế, hiện thực trong thẩm hạt vanh như vậy nhiều tiền, muốn cái gì không có nhất định phải theo đuổi cái gì internet thượng mỹ nữ này nhan trị coi như là cao không được cũng sẽ không như vậy a à. một cái chớp mắt trước thiên chỉ hạt mê thượng lê hoa sơ tuyết tin tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới thứ hai dù sao thiên chỉ hạt là khắc bản vàng đệ nhất danh siêu cấp đại lão hiện tại mỹ nhân xứng anh hùng giống như cũng là tương đối phối hợp. Thiên chỉ hạt hậu cung năm cái nữ nhân đều có chút không thích lê hoa sơ tuyết, bởi vì này cá nhân quá mức quỷ dị, tại thẩm hạt văn mang theo nàng nhận thức các nàng sau đó, chẳng những không có bất luận cái gì ghen tị, thậm chí mưu toan cùng các nàng đương tỉ muội. Bất quá đây là không có khả năng, đều nói nữ nhân trời sinh có thể nhìn thấu cùng chính mình đồng tính người, cho nên lê hoa sơ tuyết kiểu nhu làm ra vẻ, những năm cái nữ nhân đều vô pháp thích huống chi lê hoa sơ tuyết trừ bỏ cùng thiên chỉ hạt tại cùng nhau ở ngoài, còn có cùng mặt khác rất nhiều nam nhân các loại ái muội dù sao ở cái này gian trong hồ sở hữu nam ngoạn gia phản phất mất đi chỉ số thông minh, tất cả đều vì bác này vị khuynh thành tiểu mỹ nhân một cười. Như vậy một cái hồng nhan họa thủy, đại khái chính là nhượng người không thích, ít nhất nữ nhân là không thích. Đừng nói cái gì nữ nhân liền thích khó xử nữ nhân, Lê Hoa Sơ Tuyết hưởng thụ thiên chỉ hạt chân tâm thích còn muốn thay đổi thất thường, những năm cái nữ nhân đều rất phiền chán bởi vì các nàng năm cái tuy rằng ở mặt ngoài là thẩm hạt vanh hậu cung chính là trên thực tế lại đều là bởi vì quan tâm thẩm hạt vanh mới lưu tại đối phương bên người đối phương biểu hiện ra ngoài không có cảm giác an toàn những năm cái nữ nhân đều thập phần đau lòng trước còn có cự tuyệt thẩm hạt vanh tiêu tiền chính là nghe thẩm hạt vanh đến nói hắn có tiền rất cũng không ngăn trở dù sao năm cái nữ nhân thậm chí thương lượng hảo về sau nếu là thẩm hạt vanh thích thượng ai các nàng năm cái nhất định muốn vi đối phương giữ cửa ải. Chính là không nghĩ tới. Trò chơi bên trong sẽ xuất hiện như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành người, những thiên chỉ hạt cái này thiếu yêu người cũng như rơi xuống vực sâu. Kia! Hết thảy chân tướng thật là như thế sao? Lê Hoa Sơ Tuyết thật là cái này, thế giới thứ hai, đệ nhất Mỹ nữ sao? Nga không, thông qua thẩm hạt văn sở nhìn đến kịch tình, thế giới này quả thực là hắn sao tàn nhẫn rất. Nhân vi thế giới này là từ võng du diễn sinh ra tới vật dẫn thế giới. Thế giới này tên liền gọi làm tuyệt thế nhân yêu. Nghe tên nên biết cái này tại nói cái gì. Không sai, cái này tên đề cập đến Internet thượng một cái phi thường kỳ lạ quần thể. Chính là rõ ràng là nam sinh lại muốn giả vờ chính mình là nữ hài nhi tồn tại. Nói như vậy, tại trên mạng tại võng du bên trong loại này người liền sẽ bị xưng là nhân yêu. Quý dương chính là như vậy một cái ngoạn gia, hắn nhan trị cũng không cao, gia đình điều kiện cũng không hảo, nhưng là hắn tiêu phí chính mình sở hữu tiền lương đi mua thế giới thứ hai, mũ giáp, sau đó tiến nhập truyền thuyết này trung giả thuyết chân thực thế giới. Có chút thời điểm, phi châu người thật sự không cần rất hâm mộ Âu châu người, quý dương tiến vào trò chơi sau đó, vừa vặn đạt được thứ 666 vạn cái tiến vào trò chơi ngoạn gia, bởi vậy hệ thống thưởng cho hắn một cái biến thân nhân yêu đạo cụ. Cái này đồ vật là dùng để làm chi? vốn là quý dương cũng không biết kết quả tại sử dụng sau đó hắn phát hiện người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi rồi mới từ người khác trong mắt thấy được chính mình dùng đạo cụ sau đó bộ dáng quả thực là nghiêng nước nghiêng thành không đủ cái này đạo cụ trừ bỏ làm cho mình biến thành một cái tuyệt thế đại mỹ nữ nhưng lại tự mang chế thuốc hệ thống bên trong dược đều là nước hoa a hoặc là mị lực dược linh tinh chỉ cần là phun thường liền có thể nhượng bên người nam ngoạn gia mê luyến mị lực dược ăn hết nói càng là có thể nhượng nam ngoạn gia sinh ra nhất kiến chung tình cảm giác. Như vậy đạo cụ quả thực là vì nhân yêu mà tồn tại, thập phần nghịch thiên, dù sao bọn họ vẫn là ở vào trò chơi trung, trò chơi nhân vật thuộc tính tự nhiên là sẽ bị trò chơi số liệu sở ảnh hưởng, quý dương hết sức hưng phấn, sau đó dùng chính mình mỹ mạo nhượng cái khác nam nhân vi hắn vung tiền như rác, hơn nữa mua hết thương thành. Hắn phát hiện có này tầng bảo hộ màn sau đó, những cái đó xuống nam nhân đối hắn hành vi tất cả đều biến thành lấy lòng, chính mình ở cái này trò chơi bên trong cơ hồ là có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể lấy đến bản thân muốn hết thảy. Đánh bản nói có người chủ động đưa trang bị, mua đồ vật có người trực tiếp mua, mà ngay cả đi ra ngoài một chuyến đều có người ngưỡng mộ. Như vậy bị người thích cùng truy đuổi nhân sinh, những quý dương thập phần cao hứng, hắn chinh phục một ít tiểu ngoạn gia liền có chút cảm thấy không có ý nghĩa, vì thế hắn theo dõi tại khắc bản vàng đơn mặt trên đệ nhất danh thiên chỉ hạt. Hắn biết đối phương có 5 cái hậu cung, nhưng lại có thể hòa bình ở chung, nhưng là hắn chính là thích làm chuyện như vậy, tưởng muốn chứng minh chính mình mị lực, chứng minh chính mình là một cái nhượng bất luận cái gì nam nhân đều sẽ khuynh đảo người. Tại tỉ mỹ thiết kế hạ, hắn xuất hiện tại thiên chỉ hạt trước mặt, nhượng thiên chỉ hạt vi hắn một mắt tâm động, sau đó nhìn thấy thiên chỉ hạt 5 cái nữ nhân, khi năm cái nữ nhân tuy rằng đối hắn nhằm vào, chính là quý dương rất thích mỹ nữ, tổng là tưởng cùng đối phương tiếp xúc, hắn trước dùng cái này xác tử nhận thức hảo mấy người nữ nhân, tỉ muội chi gian một phen nô đùa hảo không sung sướng. Nghĩ vậy năm cái nữ nhân trở thành một người nam nhân có được phẩm, quý dương thập phần không cao hứng, quyết định cứu vớt này năm cái nữ nhân, đối với thiên chỉ hạt càng là mọi cách câu dẫn, những thiên chỉ hạt cuối cùng quyết định nhượng năm cái nữ nhân rời đi chính mình hậu cung bất quá như trước là tỷ đệ ca ca muội muội thân phận. Quý Dương vốn cho là mình làm chuyện tốt, kết quả không nghĩ tới lại bị năm cái nữ nhân nhầm vào, chỉ có thể đủ cùng Thiên Chỉ Hạc khóc lóc kể lể. Ai biết Thiên Chỉ Hạc tuy rằng thích hắn, nhưng cũng không nguyện ý vì hắn đối năm cái nữ nhân động thủ. Điều này làm cho Quý Dương chỉ có thể đủ thông qua câu dẫn cái khác nam nhân hoàn thành kết quả này. Năm cái người sau lưng bị đến trả thù, cũng là kiên trì không cùng Thiên Chỉ Hạc nói chờ đến thiên chỉ hạt biết đến thời điểm, ngũ cá nhân bên trong chỉ có săn ma còn tại trò chơi bên trong, mặt khác tứ cái cũng đã bị bức lui du, thậm chí hiện thực sinh hoạt trung cũng thụ đến ảnh hưởng. Đáng tiếc đây không phải là kết cục, tuyệt thế nhân yêu là một cái võng du văn, cũng không phải một cái phát triển đến hiện thực trong võng du văn, từ đầu tới đuôi, quý dương đều không có cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Bằng vào như vậy một bộ mỹ mạo gương mặt, quý dương từ thiên chỉ hạt cầm trong tay đến không thiếu tiền cấp hiện thực trong chính mình mua phòng mua xe thiên chỉ hạt tuy rằng quản lý công ty nhưng cũng tôn trọng người mình thích chưa bao giờ điều tra quá này hết thảy mà quý dương lại là lý trực khí tráng cấp thiên chỉ hạt đeo rất nhiều nón xanh nữ có nam có như vậy này cùng thẩm hạt vanh có cái gì quan hệ ni dù sao thích loại này đồ vật là không hề lý do trả giá được không đến hồi báo cũng là bình thường chính là trách thì trách Quý Dương biết toàn tức trò chơi bên trong một cái BUG, hắn không có nói cho NPC cùng GM, mà là lựa chọn trước thử thử cái này BUG, lợi dụng thiên chỉ hạt đối hắn tín nhiệm, đem thiên chỉ hạt lừa vào BUG trung, dĩ nhiên là trực tiếp dẫn đến thẩm hạt vanh não tử vong. Một cái trăm tỷ tài sản người thừa kế liền như vậy chết đi, trò chơi rung chuyển một phen, Quý Dương nhân cơ hội rời khỏi cái này Internet trò chơi, chỉ để lại hắn một cái tuyệt sắc mỹ nữ nhân nhi truyền thuyết có được tiền quý dương tại hiện thực trong thuận lợi đủ đường, ngẫu nhiên sẽ nghe được có người nhắc tới kia giang hồ đồn đãi. Đã từng có một vị gọi làm lê hoa sơ tuyết tiểu mỹ nhân, nhưng thế giới thứ hai, nam ngoạn gia lâm vào khuynh đảo, cuối cùng bởi vì tình duyên thiên chỉ hạt tử vong, đến đây biến mất ở tại đại chúng tầm nhìn nội. Có phải hay không rất cảm động? Có phải hay không cảm thấy rất lãng mạn? Ha hả! Lãng mạn cái rắm! Nếu này hết thảy là lấy thẩm hạt văn sinh mệnh vi đại giới, kia thật là rất ngốc bức. Thẩm hạt văn cảm thấy, chính mình là vô pháp lý giải này đó cái gọi là nam nhân vật chính, như vậy một cái nam nữ thông ăn nhưng lại phát rồ tam quan bất chính người, như thế nào có thể tùy tiện đương nam nhân vật chính đi. Tác giả có lời muốn nói. Để canh hai thập điểm, quỳ cầu dịch dinh dưỡng Nga quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đắc cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tứ dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 66 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm hạt văn tiếng vào cái này thân thể sau đó, ngược lại là lý giải chính mình thiếu yêu duyên cớ, dù sao ngươi trông cậy vào một cái từ sinh ra bắt đầu liền hai chân tàn tật người đi làm một ít cái gì đương một cá nhân thân thể vô pháp đạt tới bình thường rèn luyện, như vậy tâm trí liền sẽ phải chịu ảnh hưởng, giống như là rất đa tâm lý chuyên gia cũng biết, giống nhau một cá nhân tính cách hình thành thường thường cùng khi còn bé có rất đại quan hệ, mà thiếu yêu, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Nằm ở trên giường thẩm hạt vanh mặt không đổi sắc, trong lòng trên thực tế là chờ mong, đến mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều không có tiếng vào giả thuyết trò chơi trung, trong hiện thực như vậy tàn tật cảm giác thập phần kỳ quái ít nhất sẽ nhượng thẩm hạt vanh như vậy rất nhiều thời điểm lạc quan đối mặt hết thảy người đều biến đến có chút nôn nóng. Khi là một loại tâm lý thượng vô pháp khống chế nôn nóng, tưởng muốn mắng chửi người, tưởng muốn oán trời oán đất oán hết thảy, ước chừng là trên thân thể tàn tật, càng là nhượng tâm lý thượng giống như chôn một viên, tùy thời đều muốn nổ mạnh. An Cửu Lạp đang tại cấp thẩm hạt vanh thu thập trò chơi kho, so với người chơi khác trò chơi mũ giáp, thẩm hạt vanh trò chơi kho càng thêm ưu tú, vô luận là đối thoải mái cảm vẫn là nói mặt khác đồ vật đều càng thêm hảo an cửu lạp cũng có một cái này ngoạn ý vẫn là thẩm hạt vanh đưa bất quá hắn coi như cũng không thế nào thích chơi trò chơi mỗi lần chơi trò chơi đều là cùng thẩm hạt vanh nhìn đến thẩm hạt vanh có thể tự do tại trò chơi trong chạy trốn cũng là sinh ra một loại cùng trưởng bối nhất dạng tâm lý trò chơi kho thu thập xong ta ôm ngươi đi vào đã bị ôm vài ngày thẩm hạt vanh hoàn toàn không có phản kháng tùy ý an cửu lạp đem hắn ôm đứng lên, tiếp ôm nhu đặt ở trò chơi kho bên trong, hắn hai chân héo rút lợi hại, cho dù là nhiều năm như vậy đều nỗ lực bảo dưỡng, chính là như trước không có gì phương pháp trị liệu hảo, mà an cửu lạp tuy rằng ở mặt ngoài nhìn là một cái nhượng người cảm thấy có chút kỳ quái đại hán, chính là lại có được một viên xứng đáng hắn thân phận hành vi cùng tâm. Mặc vào hộ lý quần áo hắn, liền là một cái hộ lý, đối thẩm hạt vanh chiếu cố có thêm. Nằm sau khi đi vào, an cửu lạp cấp thẩm hạt vanh chỉnh lý hảo quần áo sau đó liên tiếp thượng trò chơi thiết bị sau đó đem thẩm hạt vanh trò chơi tạp sáp nhập trò chơi kho trung tiếp đóng cửa trò chơi kho ta lập tức đến ngươi sau khi đi vào tại ban hội lãnh địa chờ ta trò chơi kho bị đóng cửa thẩm hạt vanh nhắm mắt lại trong lòng có chút ngạc nhiên nghĩ rốt cuộc giả thuyết toàn tức trò chơi là bộ dạng thế nào càng là như vậy nghĩ càng là có chút kích động sau đó cũng không biết là như thế nào thế nhưng sinh ra một loại từ hoảng rơi xuống cảm sau đó cảm giác đến trước mắt là một mảnh ánh sáng hơi hơi mở to mắt tiếp thẩm hạt văn liền đi tới cái này thẩm gia phu thê vì hắn sáng tạo đi ra thế giới thứ hai nơi này là ban hội lãnh địa thẩm hạt văn ở trong này sáng lập nghỉ ngơi địa phương cho nên thượng tuyến thời điểm giống nhau đều là ở trong này mấy ngày hôm trước thẩm hạt văn hạ tuyến thời điểm liền ở trong này lúc này trạm ở cái này ban hội lãnh địa trong thẩm hạt vanh nhịn không được nhìn trái nhìn phải. Chung quanh hết thảy phản phất là chân thật giống nhau, chợt nghe vài tiếng uông 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 tiếng kêu, thẩm hạc vanh hướng phía thanh âm xem qua đi, phát hiện kia là một điều tiểu hoàng cẩu, lúc này đang theo thẩm hạt vanh tru lên, hết thảy phản phất là thật giống nhau. Còn có gió nhẹ đi ra phất mặt cảm giác, cùng với này ban hội lãnh địa bên trong hoa đào thụ, lúc này bị gió thổi qua, hoa đào bay lả tả dừng ở thẩm hạt vanh đỉnh đầu cùng đầu vai, lúc này thẩm hạt vanh vương tay một mảnh cánh hoa bay xuống tại trong lòng bàn tay của hắn mặt, nếu để cho người bên ngoài nhìn đến như vậy một bức mỹ nhân cảnh đẹp bộ dáng chỉ sợ sẽ thần hồn biên đảo chỉ tiếc lúc này làm phong cảnh nhân tâm trong cũng không phải là tại trầm mê sắc đẹp mà là không ngừng giống như đạn màng giống nhau kích động hoa thảo hảo rất thật a à, liên khí vị đều có thể đủ ngửi được đây mới thật là giả dối trò chơi thế giới sao này toàn tức trò chơi hảo làm sao? Ta có thể học hội sao? Nếu là học được đi mặt khác thế giới, chẳng phải là ngư bức. Có như vậy kỹ thuật vì cái gì muốn làm trò chơi? Làm cái khác càng kiếm tiền A. À. Trong nháy mắt, thẩm hạt văn trong lòng có đủ loại ý tưởng, thậm chí nhất nhượng hắn tâm động, chính là nếu thật sự có như vậy một cái giả thuyết toàn tức trò chơi thế giới, nếu là hắn nói, khẳng định sẽ tổ kiến một cái cự đại giác đấu tràng, như vậy nói, như là bọn họ loại này thích đánh nhau, nhưng là trong hiện thực lại không cho phép người, chẳng phải là liền có thể mỹ tư tư sao? Thẩm Hạc Văn như vậy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên không trung bay tới một cái màu trắng bồ câu, trực tiếp dừng ở Thẩm Hạc Văn trên tay, đây là trò chơi bên trong bồ câu đưa tin, làm một cái toàn tức trò chơi, ngươi tưởng muốn cùng một cá nhân tư tán gẫu nói, kia là cơ hồ không có khả năng, trò chơi đặt ra không cho phép trừ bỏ thế giới kênh ngươi có thể tao một chút ở ngoài, rất nhiều thời điểm, ngươi đều chỉ có thể đủ thông qua miễn phí bồ câu đưa tin đến truyền lại tin tức. Đương nhiên, như là thẩm hạt văn loại này thổ hào, cũng có thể khai thông tư nhân nói chuyện phím mặt biên, khai thông cái này mặt biên yêu cầu một ngàn khối, hơn nữa là dựa theo đầu người gia tăng, gia tăng một cái tư nhân nói chuyện phím bạn tốt, liền muốn mở ra một cái 100 khối cửa sổ, có thể nói đối phổ thông ngoạn gia đến nói thật không tốt, bồ câu đưa tin dừng ở thẩm hạt vanh trên tay, hắn một mắt liền đã nhìn ra thứ này là ai ký lại đây, vương tay từ bồ câu chân thượng lấy được thư tín, sau đó kia bồ câu liền bay đi, thẩm hạt vanh mở ra thư tín, liền thấy được tin tức. Sang ma, nhìn đến ngươi thượng tuyến, khả ái tại trăm dặm rã rời, ngươi nhớ rõ đi tìm nàng, chỗ cũ. Mỗi lần làm, cái này dùng bồ câu đưa tin người chính là sang ma, hai người rõ ràng đã lẫn nhau khai thông tư tán gẫu chính là lại cho tới bây giờ đều không nói chuyện phím kia loại, cơ hồ mỗi lần sang ma đô sẽ cho thẩm hạt vanh ký tính kiện, trừ bỏ gặp mặt thời điểm. Cùng lúc đó, Len Ken Đinh chuyên thuộc loại yêu ninh tiểu khả ái tư tán gẫu nhắc nhở đến. Yêu ninh tiểu khả ái. Hoa hạt ca ca ngươi thượng tuyến nha. Nhân gia hảo vài ngày không thấy ngươi siêu cấp tưởng ngươi, đến trăm dặm rã rời bồi ta phóng pháo hoa hảo hay không nha. Từ lúc biết thẩm hạt vanh rất kết tịch mịch sau đó, các nàng năm cái nữ sinh thượng tuyến thời gian phân phối đều thập phần hoàn chỉnh, gắn đạt tới nhượng thẩm hạt vanh thượng tuyến thời điểm vĩnh viễn đều có người cùng, dù sao như là thẩm hạt vanh như vậy nhìn có chút u buồn tiểu mỹ nhân, hãy để cho đại gia rất thích đau. Thẩm hạt vanh trong nháy mắt trong đầu xuất hiện cái này yêu ninh tiểu khả ái kia trương phiêu lượng khuôn mặt nhỏ nhắn, khả ái khẩn. Thiên chỉ hạt. Hảo, ta lập tức đến. Toàn tức thế giới mặc dù có truyền tống, nhưng là loại này vượt bản đồ truyền tống muốn đi chuyên môn địa điểm, bang phái bên này khẳng định là không thể truyền tống. Yêu ninh tiểu khả ái. Chờ ngươi Nga sao sao đắc, bên kia yêu ninh tiểu khả ái lại hồi một tin tức, sau đó thẩm hạt vanh cứ dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi ra ban phái lãnh địa, tiến nhập chủ thành Bình Minh Thành, đây là NPC thành thị, ở cái này trò chơi trung, ngoạn gia nếu phát triển đến nhất định thời điểm nói, có thể tổ kiến thuộc loại ngoạn gia thành thị cái này yêu cầu đánh giá nhân khẩu, đương nhiên, còn có kiến thành lệnh, này ngoạn ý chính là khả ngộ bất khả cầu, khai phục 3 tháng còn không có. Bất luận cái gì cùng nơi kiến thành lệnh xuất hiện. Bất quá. Biết kịch tình thẩm hạt vanh đương nhiên biết kiến thành lệnh ở nơi nào, hắn cảm thấy, nếu đây là một trò chơi thế giới, tổng yếu nhiệt huyết một chút đi. Ân. Ừ. Chính mình chủ thành tên gọi là gì ni? Liền gọi làm tranh văn thành vừa nghĩ như thế nào tại trò chơi bên trong kiến công lập nghiệp, một bên liền tới chủ thành bên này truyền tống điểm, thứ này tản ra bạch lam sắc quan mang, thập phần huyễn khốc, chỉ cần người đi vào đi, sau đó liền sẽ xuất hiện một cái tuyển hạng, mặt trên là ngươi tưởng muốn đi địa phương. Thẩm hạt vanh đi vào đi, tiếp lựa chọn trăm dặm rã rời, cái chỗ này đầy trời khắp nơi đều là tuy lít hoa, thập phần lãng mạn, như là yêu ninh tiểu khả ái loại này thích làm thành liền, liền tính toán tại mỗi một cái lãng mạn địa phương lưu lại chính mình phóng pháo hoa dấu vết. Bản địa đồ truyền tống đi qua sau đó, thẩm hạt vanh lại vừa mở mắt, liền là lọc vào trong tầm mắt xa hoa phong cảnh, cùng lúc đó, một cái tổ đội mời liền phát rồi lại đây. Xác định tiếp thu mời, thẩm hạt vanh liền cùng yêu ninh tiểu khả ái tổ đội ở cùng một chỗ, tại thế giới thứ hai, trung, chỉ có cùng bản đồ tài năng đủ tổ đội, này thì cũng phòng ngừa phi pháp tổ đội sự tình. Tổ đội sau đó có thể nhìn đến đội hữu tọa độ, thẩm hạt vanh hướng phía tiểu khả ái tọa độ đi tới, kết quả liền thấy được cưỡi bạch lộc tại hoa hải lý mặt đi tới đi lui tiểu la lị. Tiểu khả ái nhìn đến thẩm hạt vanh, vội vàng hướng phía hắn vẫy tay. Hạt ca ca mau tới đây. Thẩm hạt vanh đi qua đi, đứng ở tiểu cô nương trước mặt, liền nhìn đến tiểu cô nương lập tức từ bạch lộc thượng nhảy xuống, hướng phía thẩm hạt vanh nhảy lại đây, nhưng hắn chỉ có thể vươn tay, một phen đem người ôm vào trong lòng ông thẩm hạt vanh cổ tiểu khả ái biểu môi làm nũng hạt ca ca mấy ngày nay vì cái gì không có thượng tuyến a là trong nhà xảy ra chuyện gì sao nàng quan tâm nhìn cái này nam nhân làm trong nhà con gái một cơ hồ là đi thẩm hạt vanh trở thành thân ca ca nhìn cho nên mới có thể như vậy tùy tiện làm nũng không có chính là công ty sự tình có chút vội thẩm hạt vanh giải thích sau đó đem người đặt ở hoa trong biển nhìn tiểu cô nương này khả ái lanh lợi bộ dáng, ngược lại là minh bạch tại sao mình sẽ đem cô nương này giữ ở bên người. Như vậy A à kia ngươi mấy ngày nay có phải hay không mệt mỏi quá nha ta cho ngươi nện đấm lưng. Khả ái la lị âm thập phần ngoan ngoãn nhuyễn nhu, những người nghe xong sau đó tâm tình thì tốt rồi không thiếu, thẩm hạt văn mới vừa muốn cự tuyệt, kết quả bị cô nương này lôi kéo ngồi ở một bên trên tảng đá, sau đó chính là tiểu cô nương lấy lòng rủ hắn bả vai, ngẫu nhiên vuốt ve một chút, ngược lại là thật sự rất thoải mái. Cái này toàn tức thế giới làm phi thường ưu tú, như vậy rất nhỏ cảm giác đều có thể đủ cảm giác đến, có thể nói là rất tri kỷ. Hạt ca ca, hôm nay Ngọc Nhi tỷ tỷ không thượng tuyến, chờ một lát thanh thiển tỷ tỷ khả năng muốn tới, còn có sáng sáng tỷ tỷ, nghe nói sáng sáng tỷ tỷ lại mua rất nhiều tài liệu, bán sau khi ra ngoài kiếm không thiếu tiền ni, một bên cấp thẩm hạt vanh nắm vai, tiểu khả ái vừa nói gần nhất bọn họ trạng huống, tuy rằng nói các nàng mấy nữ hài tử mỗi cái cuối tuần đều có thẩm hạt vanh cấp tiền tiêu vặt nhưng là nữ hài tử cũng không có thể rất không có theo đuổi a à, như là tiểu khả ái nàng liền là một cái thích đến trò chơi trong các loại địa phương tìm tòi nghiên cứu phong cảnh bản đồ người sau đó đem này đó bản đồ tiệc đồ hoặc là thu video phát tại Weibo bộ bên trong miếng cũng có hai ba trăm vạn tuy rằng so ra kém kim sáng sáng cái này kiếm tiền siêu cấp thương nhân nhưng là cũng không tính thiếu tiền Bất quá Thẩm Hạc vanh giống nhau chỉ cần là thương thành xuất bất luận cái gì tân phẩm đều là mỗi người một phần nhi, thời trang đạo cụ đều là nhất dạng, cho nên bọn họ đều ở chung rất hảo. Thật không? Các ngươi vui vẻ liền hảo. Lúc này bị Tiểu Khả Ái hầu hạ thỏa đáng, Thẩm Hạc vanh bỗng nhiên minh bạch vì cái gì chính mình sẽ lựa chọn ở cái này trò chơi trong tam thê tứ thiếp, bởi vì này chút tiểu cô nương là thật khả ái a, à. ngươi quan là nhìn đến các nàng đã cảm thấy đem cái gì cho các nàng đều bất quá phân. Ha ha chỉ biết hạt ca ca ngươi sẽ như vậy giảng, bất quá hạt ca ca ngươi hiện tại danh khí đại, tai ba bên trong nơi nơi đều là tiểu cô nương tự tiến cử tưởng gia nhập ngươi hậu cung, ta cùng tỷ tỷ nhóm thương lượng, mới không cho những cái đó người đến đi. Những cái đó người đều là hướng về phía hạt ca ca tiền tới, ta liền không giống nhau nha ta là hướng về phía hạt ca ca sắc đẹp tới, tiểu khả ái nói xong nói xong, chính mình bị chính mình cũng cười, nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ tại trò chơi trong cam tâm tình nguyện bị nhân xưng làm một người nam nhân hậu cung nếu nhất định phải nói nói đại khái là nhìn hạt ca ca rất tịch mịch đi như vậy một cái người tịch mịch ni tổng là tưởng muốn nhượng người nhiều hơn làm bạn khi ta rất vui lòng a à, các ngươi đều rất hảo đừng động người ở phía ngoài nói cái gì ta nguyện ý nuôi các ngươi này năm cái tiểu cô nương đều là hảo cô nương Thẩm Hạc Văn có thể cảm giác đến các nàng đối chính mình quan tâm, huống hồ, tiền loại này đồ vật, không chính là dùng để hoa sao. Cho ai hoa không là hoa. Tiểu khả ái nghe nói như thế, cười đến càng thêm lóng lánh, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới một việc, đình chỉ nắm bả vai, sau đó trạm đến Thẩm Hạc Văn trước mặt, lôi kéo Thẩm Hạc Văn tay lắc lư. Hạt ca ca, ngươi đều có ta cùng tỷ tỷ, liền không cần có người khác hảo hay không a? À. Gần nhất tai ba bên trong còn có trò chơi bên trong cho hấp thụ ánh sáng một cái tuyệt sắc mỹ nữ, tiểu khả ái tự cho là mình không là xem mặt người, chính là nàng tổng cảm thấy cái kia cái gọi là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân có chút kỳ quái, nàng không thích. Hạt ca ca như vậy hảo, vạn nhất nếu như bị người lừa có thể làm như thế nào a? À? Tác giả có lời muốn nói. Liền hỏi một câu, loại này la lị có phải hay không siêu khả ái? Hạ một càng 11 giờ trước, Hôm nay giữa trưa muốn xuất môn quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đắc cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tứ dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nga. Chương 67, ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Cái gì người khác a? À? Thẩm Hạc vang ra vẻ không biết, nhìn trước mắt khả ái tiểu cô nương, cô nương này vừa mới thành niên ni cho nên nói nói làm việc còn mang theo tiểu hài tử thiên chân, nàng không biết, rất nhiều chuyện không là nàng không tưởng là có thể. Hừ. Dù sao chính là ta cùng tỷ tỷ ở ngoài mặt khác người A, có chúng ta cùng hạt ca ca ni, yêu ninh tiểu khả ái tuy rằng gặp được thẩm hạt vân mới 3 tháng thời gian, cũng đã là đem thẩm hạt vân trở thành là tự gia ca ca, từ tiểu làm một cái con một, yêu ninh ở nhà được sủng ái, nhưng là ca ca loại này tồn tại nàng vẫn là rất hâm mộ, tại gặp được thẩm hạt văn sau đó, nàng cảm nhận được một cái có ca ca nữ sinh cảm giác, cho nên tổng là có một loại lý tưởng hào hùng tưởng phải bảo vệ thẩm. Hạt văn, về các nàng năm cái người kế hoạch thư, chính là yêu ninh ban đầu định chế. Nga Khi nếu ta tiểu khả ái nói như vậy, ta đương nhiên là không thể có người khác nha, ngươi yên tâm ta không sẽ lại tìm mặt khác người, có các ngươi cùng ta đã rất hảo. Năm cái tiểu mỹ nhân ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa một mỗi cái bởi vì đau lòng chính mình cái này thiếu yêu người kia là tiêu phí nhiều ít tâm tư thẩm hạt văn nghĩ đến cuối cùng sang ba lãnh khốc tự nói với mình này tứ cái cô nương chẳng những bị đuổi ra trò chơi hơn nữa trong hiện thực cũng bị thường nhân vô pháp ngôn thuyết khổ sở trong lòng liền là có chút khó chịu lôi kéo yêu ninh tiểu khả ái tay quơ quơ ngươi yên tâm trừ bọn ngươi ra không có người khác có lẽ tại một cái trò chơi bên trong Ngươi có thể đi đưa người khác tam thê tứ thiếp, tuy rằng đây là giả, đại gia đều là thuần khiết quan hệ, chính là tại mỗi chút hữu tâm nhân trong mắt, thì phải là quái dị không đối quan hệ. Nếu không là hậu cung nói, vì cái gì thiên chỉ hạt sẽ cho này năm cái nữ nhân tiền, vì cái gì sẽ cho này năm cái nữ nhân chụp trang bị mua thời trang, thậm chí mãn thế giới phóng pháo hoa. Này nếu đều không là yêu, cái gì kia mới là ni? Đương nhiên ước chừng là internet giả thuyết phóng đại đại gia nội tâm hắc ám, tuy rằng nói yêu ninh các nàng cũng sẽ thụ người hâm mộ, càng nhiều cũng là bị nam sinh cùng các nữ sinh xem thường, các nữ sinh cho rằng nữ hài tử như vậy không tự ái, các nam sinh lại là cho rằng như vậy nữ sinh chỉ là vì thiên chỉ hạt tiền, là thấy tiền sáng mắt tồn tại. Tóm lại, xã hội này thường có rất nhiều người tưởng tượng không đến âm u tâm lý, cho nên bên ngoài nói đương nhiên là nói khó nghe. Tại thẩm hạt văn sở biết đến kết cục chung, yêu ninh các nàng tại trò chơi bên trong trở thành thiên chỉ hạt hậu cung, sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra, vô luận là công tác địa phương, vẫn là trong nhà, đều bị người biết các nàng nguyện ý vì tiền đi cùng chung một người nam nhân, trở thành một người nam nhân hậu cung. Nguyên bản việc này không nên lan tràn đến hiện thực, chính là lại như là một phen hỏa nhất dạng, có người đốt lửa, một đốt liền chẳng sợ các nàng chính là tại trò chơi bên trong cùng một người nam nhân bảo trì như vậy bên ngoài thượng quan hệ, nhưng là hiện thực trong người nghe được sau đó, đều sẽ nhận vi cái cô nương này không là cái gì hảo nữ hài nhi, cho nên kết cục tự nhiên là thập phần thảm thống. Thẩm hạt văn tưởng phải bảo vệ này đó khả ái các cô nương, các nàng đã từng cũng ý đồ bảo vệ chính mình, tuy rằng kết cục không theo ý người, nhưng là các nàng có ít nhất một viên chân tâm, không phải là như là quý dương như vậy một cái chỉ biết là lừa gạt người tồn tại yêu ninh tiểu khả ái nghe nói như thế lúc này mới vừa lòng nở nụ cười sau đó lại đi tới thẩm hạt vanh sau lưng cấp thẩm hạt vanh nắm bả vai thuận tiện nói một chút mấy ngày nay thẩm hạt vanh không có thượng tuyến sau đó trò chơi bên trong xảy ra chuyện gì tình huống cửu thiên thật là một cái đại bang hội ni người siêu cấp nhiều lúc ấy cùng loạn thế tại cùng nhau giúp chiến ta vừa vặn từ bên kia đi qua toàn bộ trên bản đồ ô áp áp đều là người, nhưng lại có hồng danh đặc biệt nhiều, làm ta sợ muốn chết. Thủ pháp không hảo yêu ninh tiểu khả ái, là một cái điển hình hòa bình chủ nghĩa giả, cho nên đối với giúp chiến loại chuyện này, vẫn là rất sợ hãi. Thật không? Khi ngươi đi như thế nào? Thẩm hạt văn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng yêu ninh tiểu khả ái. Hắc hắc, ta đương nhiên là có biện pháp đi rồi, trước hạt ca ca ngươi cho ta chụp cái kia ẩn thân áo choàng. Ta mặc vào liền đi rồi, bọn họ đều nhìn không tới ta, nói tới đây, yêu ninh tiểu khả ái hưng phấn quả thực là hoa chân múa tay vui sướng, này ẩn thân áo choàng là ba tháng nội trò chơi xuất đệ nhất kiện áo choàng, vốn là tưởng cấp cho sang ma. Sang ma trường kỳ đương sát thủ, tổng là đi ám sát người khác, dùng cái này tốt nhất bất quá. Nhưng là ngay lúc đó thẩm hạt văn hoa 20 vạn chụp được đến sau đó, cũng là tại sang ma yêu cầu hạ đưa cho yêu ninh tiểu khả ái, ai nhượng các nàng này đó nữ hài nhi trung gian, chỉ có yêu ninh tiểu khả ái là một cái hoàn toàn ở trò chơi trong không sẽ đánh nhau người đâu. Có cái này ẩn thân áo choàng, khi nàng liền có thể bảo vệ tốt chính mình. Trò chơi này bên trong, tử nhân có thể là có chút đau. Khi ngươi chính là phải hảo hảo cảm tạ sang ma, nàng tối thương ngươi. Thẩm hạt văn tưởng khởi này vài cái cô nương ở chung, tâm tình cũng biến đến khoái trá đứng lên, cảm thấy kỳ thật như vậy trò chơi cũng không sai a, à, có mỹ nhân có phong cảnh, nghĩ muốn cái gì có cái gì, chẳng lẽ không hảo sao? Ân ân, ta lần này sẽ làm rất nhiều nước thuốc cấp săn ma tỷ tỷ, tự học chế dược yêu ninh tiểu khả ái hiếp mắt gật đầu, vui vẻ cực kỳ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên một cái tổ đội trang mặt phát rồi lại đây, là kim sáng sáng, yêu ninh phóng nàng tiến đội. Quả nhiên nàng đã là đi tới cái này bản đồ, không trong chốc lát liền cưỡi một đầu cuồng lan lại đây. Như vậy Huyễn khốc cuồng lan tại tràn đầy út kim hoa bản đồ bên trong, ngược lại là rất có vài phần phóng túng không kềm chế được bộ dáng. Nàng một đường giá cuồng lan chạy tới, tiếp tại hai người trước mặt hạ lan, sau đó đem cuồng lan thu trở về. Hạt ca, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn hỏa thiêu trăm dặm rã rời ni, như thế nào hiện tại không phóng pháo hoa nha? Kim sáng sáng lại đây sau đó, quen thuộc đã lấy ra một cái bàn, vài cái ghế dựa, đều là kia loại làm đi ra có thể di động kia loại, tinh xảo khắc hoa hết sức xinh đẹp. Tới nơi này tọa, các ngươi muốn uống rượu vẫn là uống trà. Nàng như là một cái hộp nữ trang nhất dạng, chỉ cần là người khác yêu cầu đồ vật, trên người nàng cơ hồ là cái gì đều có. Thẩm Hạc văn đứng dậy đi qua, ái lan tiểu khả ái cũng ngồi ở ghế dựa thượng, ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống ta muốn uống hoa hồng trà kiêu ninh làm nũng nàng là này đó nhân trung nhỏ nhất một cái đương nhiên cũng là được sủng ái một cái khi ta cùng tiểu khả ái nhất dạng thẩm hạt vanh cũng trả lời kim sáng sáng từ trong túi đã lấy ra trà cụ cùng dùng đồ vật bắt đầu cấp hai người chuẩn bị hoa hồng trà thứ này tại trò chơi trong bên trong cũng là có thuộc tính có thể nhượng người uống xong sau đó cảm thấy cả người thoải mái hai người liền như vậy nhìn kim sáng sáng tao nhã châm trà Thế giới thứ hai là một cái cự đại thế giới quan thế giới. Tại một chỗ như vậy, người có thể xuyên cổ phong, cũng có thể xuyên hiện đại, trò chơi bên trong thương thành, hảo nhiều quần áo cung ngươi tuyển mua. Như là thẩm hạt văn cùng trước mắt các cô nương, kia là cơ hồ là đem thương thành toàn bộ cấp đóng gói. Dù sao, thương thành trong mặt thời trang cũng liền 200 khối nhất kiện, đối với thẩm hạt văn đến nói không thế nào quý, coi như là quý nhất kia loại hạng lượng bản cũng bất quá là mấy ngàn khối mà thôi, đều là mưa bụi. Rất khoái, ba người đều uống thượng hoa hồng trà, yêu ninh tức thì bị hoa hồng trà hương vị mê được hít mắt. Thẩm hạt vanh lại là nhìn hướng kim sáng sáng. Ta bên này có một cái thần khí bản vẽ vị trí, tưởng tìm một cái đoàn cho ta đánh, sáng sáng ngươi có cái gì đề cử sao. Kim sáng sáng là thế giới thứ hai nổi danh thương nhân, tại trong tay nàng đồ vật không biết phàm mấy lúc này nghe được thần khí, nhất thời có hứng thú. Thần khí là cái gì vũ khí sao? Thẩm Hạc Văn tuy rằng nói là khắc bản vàng đệ nhất danh, chính là cũng không phải sức chiến đấu bản đơn đệ nhất danh, hắn sở hữu thời gian đều tại cùng này đó cô nương, hoặc là ngắm hoa ngắm trăng, hoặc là hỏa thiêu chủ thành, muốn nói cách khác, chính là mua mua mua, chơi chơi chơi. Sức chiến đấu gì gì đó, ngại ngùng, cho tới bây giờ không để ý quá kia ngoạn ý liền hiện tại thẩm hạt vanh trên người này bộ đồ bị, vẫn là tiểu cô nương nhóm một mỗi cái đi đánh đi mua tới cấp thẩm hạt vanh mặc vào, đây chính là đều các nàng yêu. Không là vũ khí, là một loại có thể nhìn thấu một cá nhân hay không dịch dung đồ vật. Thẩm hạt vanh nói liền là chân tướng chi kính, mà kim sáng sáng nghe nói như thế, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, sau đó kích động nhìn thẩm hạt vanh. Chúng ta trò chơi bên trong còn có thứ này ni nếu là thứ này thật sự có dùng nói đây chẳng phải là kiếm đại phát kim sáng sáng làm một cái thương nhân để nhất thời gian nghĩ đến chính là nếu cái này thần khí làm đi ra có thể lén lút dùng để cho thuê a nói trắng ra là cái này trò chơi trong bên trong đồ vật đại bộ phận đều là không trói định cho nên có thể bán có thể rơi xuống mà cái này thần khí có thể nhìn thấu trò chơi bên trong người hay không dịch dung đây quả thực chính là võng luyến thần khí hảo sao ngươi ngẫm lại nếu ngươi có cái này đồ vật võng luyến nói lại cũng không sợ đối. Phương là cái xấu so, không quản đối phương trò chơi trong là mỹ nhan đến 100, vẫn là thật, người một mắt liền có thể nhìn thấu, biết đối phương bộ mặt thật, như vậy còn không hảo sao. Nếu là thứ này tại chính mình trong tay, chính mình còn có thể phát triển cái nghề phụ ni. Nghĩ đến thế giới thứ hai, khai phục bất quá 3 tháng, diễn đàn hỏa bạo thành như vậy, quan là thấy quan chết 818 đều có hơn 1.000 cái, Kim Sáng Sáng mẫn cảm cảm giác đến cái này đồ vật mang đến ít lợi, là có thể kiếm tiền, bất quá yêu cầu tài liệu tương đối sang quý. Thẩm Hạc Văn gật đầu, một mắt liền có thể nhìn ra Kim Sáng Sáng ý tưởng, lại nhìn đến Kim Sáng Sáng một phách cái bàn. Không có việc gì a, à, ta có thể thu a, à. hơn nữa này bản vẽ nếu là tưởng đánh nói, ta đề cử tìm loạn thế ban hội giúp đỡ đánh, này ban hội là cái thấy tiền sáng mắt, chỉ cần cấp túc tiền, ngươi tưởng đánh ai đều được nghe nói trước loạn thế cùng cửu thiên đánh nhau liền là bởi vì thu tiền bọn họ lão đại ta nhận thức là một cái rất không sai người giảng huynh đệ nghĩa khí ta muốn là tìm hắn nói giá cả còn công đạo một ít cái này trò chơi bên trong trang bị là kia loại trang bị sau đó cũng không trói định cho nên đi phó bản bên trong đánh trang bị nói gặp được hảo trang bị ngươi có thể bán cho người khác như vậy nói là có thể phát gia trí phú này dẫn đến trò chơi bên trong có không ít dọn gạch đảng cả ngày đánh phó bản bán tiền. Như là thẩm hạt văn loại này bao đoàn lão bản, bọn họ đều là thích nhất. Đi, đều giao cho ngươi xử lý, bao nhiêu tiền nói ngươi chỉ quản hỏi, ta cấp. Thẩm hạt văn gật đầu, hắn nghĩ đến Lê Hoa Sơ Tuyết lúc này hẳn là đã tiến nhập trò chơi đi. Như vậy một cái có bàn tay vàng sau đó liền vô pháp vô thiên tồn tại, cũng nên nhượng sở hữu người xem hắn bộ mặt thật mới đúng chứ ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là phát hiện ngươi thích tuyệt sắc tiểu mỹ nhân móc ra sau ngươi còn đại, ngươi kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không? Tác giả có lời muốn nói. Đại gia ngày mai gặp, quỳ cầu dịch dinh dưỡng sao sao đát. Quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đát cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 68 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Có Kim Sáng Sáng cái này thế giới thứ hai tuyệt phẩm thương nhân, tưởng muốn liên lạc với một cái đại bang hội đương nhiên là tốc độ rất khoái. Tuyệt thế bên kia trợ giúp đại ma vương lập tức liền tiếp đến Kim Sáng Sáng tin tức, được biết Kim Sáng Sáng tưởng muốn mời bọn họ này đó người hạ phó bản sau đó, đương nhiên là thập phần cảm thấy hứng thú. Bởi vì hiện tại người nào không biết Kim Sáng Sáng cùng khắc bản vàng đệ nhất danh thiên chỉ hạt có một chân a đừng nhìn nhân gia cả ngày kiếm tiền, chính là thiên chỉ hạt chính là khai phục sau đó quan là trò chơi nội khắc kim số lượng cũng đã đạt tới 8.000 vạn người A à. này đủ để chứng minh, đối phương trong hiện thực cũng là một cái siêu cấp có tiền người Thế giới thứ 2, khai phục 3 tháng, trên thực tế cái gọi là khắc bản vàng đơn vẫn là chỉ có những cái đó tại thương thành trung tiêu phí đồ vật không có ngoạn gia lén lút giao dịch tình huống trên thực tế cái này trò chơi trung có tiền người cũng rất nhiều thông minh ngoạn gia cũng sẽ lựa chọn tại như vậy một cái trò chơi trung tìm được chính mình sinh tồn pháp bảo. Đại ma vương. Ta lập tức tới ngay. Biết đối phương tại trăm dặm rã rời sau đó, đại ma vương tỏ vẻ chính mình lập tức đến thương lượng này kiện sự tình. Kết quả tại hướng phía truyền tống trận đi qua đi thời điểm, liền thấy được thiên chỉ hạt lại tại soát thế giới. Không sai, thế giới thứ hai, bên trong cũng cấp đại gia đầy đủ phao nữ lãng mạn tiêu chuẩn, nói thí dụ như bay đầy trời hoa, còn có có chút pháo hoa A Linh Tinh đều là muốn thượng thế giới, đương nhiên, là kia loại một lần ngươi muốn phóng suốt 100 cái ở trên, tài năng thượng thế giới, cho nên nhìn đến thiên chỉ hạt lại tự cấp yêu ninh tiểu cô nương phóng pháo hoa, rất nhiều trên thế giới người đều sẽ đi ra tao một câu, tỏ vẻ một chút chính mình hâm mộ ghen tị hận. Muốn biết, thế giới thứ hai, thế giới kênh chính là sở hữu người đều có thể nhìn đến, cũng không phải miễn phí, mỗi một điều một khối tiền, bất luận cái gì ngoạn gia đều là có thể xuất ra như vậy một khối tiền. Cho nên nói, cái này đồ vật quả thực chính là võng hồng kính chiếu yêu lâu. Từ lúc thế giới thứ hai khai phục sau đó, nhiều ít mỹ nữ soái ca tại uây bộ thượng xuất hiện, tiệt đồ cùng video đều là thế giới thứ hai bên trong video, có thể nói là hấp dẫn không thiếu miếng, tuy rằng bọn họ này đó nhan trị đều có chút giả dối. Ân. Ừ. Thẩm hạt vanh gật đầu, thứ này kỳ thật vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là vừa vặn bị quý dương chiếm được, bằng không, đại gia cũng không có khả năng không biết quý dương thân phận, quý dương dùng đạo cụ đem chính mình biến thành tuyệt sắc mỹ nữ, sau đó lại thông qua cái nào thích hắn người làm ra chân tướng chi kính, chính mình lén lút nhìn mặt khác người, sau lại sở dĩ quý dương lui du, liền là bởi vì thứ này bị mất. Thế giới thứ hai, chân thực tính rất cao, cho nên cũng sẽ có đạo tặc linh tinh tồn tại, tình hình trung hạ ăn cắp sẽ có phần trăm chi mấy tỷ lệ, cũng chính là này ngàn một phần vạn tỷ lệ, chân tướng chi kính bị trộn đi, đó cũng là quý dương vì cái gì sẽ đem chính mình cho tới nay tiền gói to thiên chỉ hạt tạp đến BUJ bên trong, chuẩn bị lui du trốn chạy nguyên nhân. Dù sao, nhân gia nếu có cái kia chân tướng chi kính, liền có thể nhìn ra hắn chân thực tình huống. Kim sáng sáng không nghĩ tới trò chơi bên trong còn có loại này đồ vật, cùng nhất kiện tháo trang sức nhất dạng. Khi đối với nữ hài tử đến nói, tâm tình đương nhiên là rất tốt nhiều, một bên yêu ninh tiểu khả ái bụng mặt cục xuống bàn. Ta tiến vào trò chơi thời điểm điều chỉnh 50%, cho nên có phải hay không nhìn ta như vậy khả ái nha. Ta hiện thực trong cũng rất khả ái đắc, nàng Nguyễn Manh la lị âm nhượng người thập phần thích, mà trong đội ngũ đã nhiều một cá nhân, tên là Đại Ma Vương, chính là loạn thế ban chủ. Loạn thế nói trắng ra là chính là một gia lấy sát thủ vi ban chúng địa phương, ai cấp tiền giết ai, kiếm chính là loại này tiền, đương nhiên, phó bản bọn họ cũng sẽ hạ, dù sao nếu không làm trang bị nói, như thế nào đi giúp hộ khách hoàn thành đang tử. Đại ma vương chính là như vậy một cái tiền tài tối thượng người, chỉ phải trả tiền, hết thảy hảo thương lượng. Rất khoái liền xuất hiện một cái một thân màu đen huyền giáp nam nhân, mặt thượng còn có một cái huyễn khốc vết đao, dù sao là kia loại hắc ban điện thoại di động cảm giác, nhưng thẩm hạt vanh cảm thấy, chính mình tự hồ không cần thành lập ban hội cái này người dùng tiền liền có thể sử dụng liền rất tốt này vị chính là nghe tiếng đã lâu đại danh thiên chỉ hạt đi ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy thổ hào ni hắn vừa mở miệng thanh âm ổn trọng từ tính có thể nghe ra đến năm nay tuổi cũng không nhỏ cùng phổ thông người trẻ tuổi chơi trò chơi không giống nhau nhân gia chơi trò chơi là nuôi gia đình sống qua ngày kim sáng sáng cũng nở nụ cười Đúng nha, chính là hạt ca muốn mời các ngươi hạ phó bản, thế nào? 50 nhân đại phó bản, ba cái lão bản vị trí, xuất trang bị, trang phân yêu cầu tại 8 vạn ở trên, đồ vật về chúng ta, cho ngươi 5 vạn. Cái này giá cả đã là phi thường cao, dù sau này xem như ôm đoàn hành vi, cho nên đại ma vương cũng không có phản đối, trực tiếp gật đầu. Đều được, bất quá này phó bản yêu cầu bao lâu thời gian. Nếu như là tân phó bản nói, khả năng trong khoảng thời gian ngắn không có thể bảo chứng có thể quá, lão bản để ý sao? Kỳ thật đại ma vương chứng mắt này năm vạn khối, có thể là vì cùng thiên chỉ hạt đạt thành tốt đẹp quan hệ, đại ma vương đương nhiên là nguyện ý tự mình xử lý này kiện sự tình, cho nên lúc này nhìn thẩm hạt văn, nhận thẩm hạt văn làm quyết định. Không để ý, bất quá. Nghe nói loạn thế ban hội ai cấp tiền ai chính là lão bản, không biết có phải hay không là thật sự. Thẩm Hạc Văn không cần kia loại lần đầu tiên tới trò chơi bên trong nhiệt huyết người, yêu cầu chính là loại này tại trò chơi bên trong hỗn thời gian trường lão bánh quẩy. Bọn họ không chỉ có có chính mình năng lực cùng kinh nghiệm, cũng có chính mình muốn theo đuổi đồ vật. Trên cái thế giới này, theo đuổi danh theo đuổi lợi, kia đều là tất nhiên kết quả. Hắc hắc, đại lão có phải là có chuyện gì hay không nhượng chúng ta làm? Đại lão ngươi yên tâm, Chúng ta loạn thế các huynh đệ tuy rằng không có mặt khác đại bang hội nhiều, cũng liền như vậy năm 600 người, nhưng là huynh đệ chúng ta một lòng, mỗi cái đều là thủ pháp đặc biệt hảo người, ám sát bảo tiêu còn có đánh bản, sẽ không có huynh đệ chúng ta nhóm không sẽ. Đại ma vương rõ ràng thấy được sinh ý ập đến, kỳ thật hắn cũng cảm giác đến thế giới thứ hai cùng mặt khác võng du không giống nhau, bởi vì đây là đệ nhất khoảng toàn tức trò chơi, cho nên ngoạn gia đông đảo, trước kia thời điểm ban hội bên trong có một hai ngàn người, có thể nghe chỉ huy phỏng chừng cũng liền một trăm cá nhân, chính là hiện tại một cái ban hội năm sáu trăm người đều đang chờ ăn cơm, đại ma vương cả ngày cũng là vì ban hội sự tình thao nát tâm, hiện tại vừa nghe thẩm hạt. Văn cái này đại lão bản muốn bao dưỡng bọn họ, đương nhiên là vui vẻ không được. Dù sao, bọn họ này đó võng du lão bánh quẩy, đã từng tại những cái đó các loại trò chơi trung, có thể như vậy muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cũng là bởi vì sau lưng có lão bản, ngẫm lại nhân gia cửu thiên mặt sau lão bản, đại ma vương cái này đoàn đội tuy rằng lợi hại, nhưng là phát triển không khoái, đến nay còn chưa tới lão bản đi. Nga! Kia! Khiến cho loạn thế phát triển đứng lên đi, nếu ta một cái nguyệt cấp loạn thế chú tư 100 vạn nói, loạn thế có thể phát triển đứng lên sao? Quả nhiên là kẻ có tiền thế giới A, đại ma vương đều ngây ra một lúc, một cái nguyệt 100 vạn bọn họ hiện tại tuy rằng cũng là phân tán, nhưng là đại gia cũng biết trò chơi vừa mới bắt đầu, kiếm tiền đều là dựa vào chính mình, ban hội có thể cấp cho cơ hội cũng không nhiều, nhưng là một cái nguyệt 100 vạn nói. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tạm thời đem ban hội bên trong tinh anh nhân tài cấp duy trì trụ. Có thể. Tuyệt đối không thành vấn đề, lão bản ngươi là tưởng muốn đầu tư chúng ta ban hội sao? Nếu thật sự đầu tư chúng ta ban hội, chúng ta chỉ chỗ nào đánh chỗ nào? Đại Ma Vương cảm thấy khí tiết thứ này chính là dùng để uy cẩu, làm trong nhà có lão bà có nhi tử người, Đại Ma Vương chơi cái này trò chơi mục tiêu chính là kiếm tiền nuôi gia đình, nhân tiện cắt huynh để phát gia trí phú, cho nên có lão bản hảo a, à, có tiền lão bản càng hảo. Một bên hai cái cô nương tại Thẩm Hạc Văn bàn chuyện thời điểm đều không lên tiếng, các nàng luôn luôn là rất ngoan ngoãn, tại Thẩm Hạc Văn cùng người bên ngoài nói chuyện thời điểm cũng sẽ không đi quấy rầy vô luận thẩm hạt vanh làm cái gì dạng quyết định các nàng đều duy trì có thể ta tính toán mang theo yêu ninh bọn họ gia nhập các ngươi ban hội ta trong tay có kiến thành lệnh manh mối cho nên ta hy vọng chúng ta ban hội tăng lớn phát triển lực độ tốt nhất có thể tại hai tháng nội kiến thành ngươi cảm thấy như thế nào thế nào kiến thành lệnh đại ma vương lập tức ánh mắt đều tại phát quan muốn biết thứ này nhưng hồi đó thế giới thứ hai chuyên môn cho hấp thụ ánh sáng ở cái này trò chơi bên trong không chỉ có có npc thành thị hơn nữa nhân loại cũng có thể thành lập chính mình thành thị nói trắng ra là chính là ngoạn gia chính mình thành thị thậm chí tại thành lập thành thị sau đó trước tại npc nơi đó có thể mua được vật phẩm đều đem sẽ bị các người chơi tự chủ định giá cũng chính là thành chủ thống nhất quản lý đây đối với một cái đại bang phái tới nói là một cái siêu cấp dụ hoặc sự tình đối bất luận cái gì một cái thổ hào ngoạn gia đến nói đều là nhất kiện điên cuồng sự tình. Dù sao hiện thực bên trong không đảm đương nổi hoàng đế, nếu như có thể đủ tại trò chơi bên trong hưởng thụ một chút, đây không phải là rất ngưu bức. Ta đương nhiên là hảo, chính là nếu tưởng muốn đoạt lấy kiến thành lệnh nói, ta không biết cần bao nhiêu người, ta bên này cũng liền năm 600 cái huynh đệ, cho ta hai tháng thời gian, ta có thể phát triển đến 3.000 người, tất cả đều là tinh anh kia loại. Đại ma vương nhận thức người đều cũng có năm đầu, cơ hồ đều là vì sinh hoạt kiếm tiền, không là kia loại dựa vào một thang nhiệt huyết tại trò chơi bên trong đùa, dù sao đại gia tuổi đại, vẫn là muốn đúng lúc cơm mà cả ngày ngâm mình ở trò chơi bên trong, cũng là muốn nuôi gia đình sống qua ngày. 3.000 người không đủ, ta mục tiêu là một vạn cá nhân, hiện tại thế giới thứ hai, ngoạn gia số lượng đã đạt tới 1.000 vạn ở trên, một vạn người hẳn là rất hảo tìm, ta có thể trước rót vào 500 vạn ban hội tiền vốn, thế nào? Thẩm Hạc Văn đã tưởng hảo muốn tại trò chơi bên trong cấp này năm cái cô nương tạo ra một thành trì, như vậy nói, này đó các cô nương cũng có thể thụ đến bảo hộ. Có lẽ làm như vậy sẽ nhượng người cảm thấy tiền tài cùng quyền lợi nhượng người cảm thấy khủng bố, nhưng là có chút thời điểm hiện thực chính là như thế, nếu ngươi không có tiền tài cùng quyền lợi, khi ngươi liền sẽ bị thương tổn. Đương nhiên không thành vấn đề. Có tiền dưới tình huống, thật sự cái gì cũng không có vấn đề, đại ma vương quả thực là hận không thể rời đi mời thiên chỉ hạt gia nhập ban hội thẩm hạt vanh nhượng yêu ninh bọn họ lui rớt chính mình thức ăn mà ban hội sau đó loạn thế người đều thấy được hai cái tin tức ngoạn gia kim sáng sáng đã gia nhập bản ban hội hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố ngoạn gia yêu ninh tiểu khả ái đã gia nhập bản ban hội hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố hai người kia loạn thế người có thể thật không có không biết Muốn biết các nàng chính là thường xuyên tại thế giới thượng bị xoát pháo hoa hồng nhan hỏa thủy a, đặc biệt hai cái người nam nhân vẫn là đồng nhất cái, như vậy bỗng nhiên tiếng ban hội, những loạn thế này đó đại lão gia còn có thủ pháp hảo nữ tính ngoạn gia cũng là có chút mộng bức. Dù sao bọn họ ban hội quả thực là đốt vết đánh cướp gì đều làm, chỉ phải trả tiền liền đi, như thế nào đều cùng như vậy hai cô nương không hợp quần a. Mọi người ở đây suy đoán sôi nổi thời điểm, tân nhắc nhở xuất hiện ngoạn gia thiên chỉ hạt đã gia nhập bản ban hội hy vọng đại gia nhiều hơn chiếu cố cùng lúc đó ban chủ hạ một cái toàn kênh tăng lên đinh đông một tiếng sở hữu tại tuyến loạn thế nhân viên liền nghe được ban chủ đại ma vương phát thanh các đồng chí từ hôm nay trở đi chúng ta cũng là có lão bản người thiên chỉ hạt chính là chúng ta lão bản đã hiểu sao tác giả có lời muốn nói đệ canh hai thập điểm trước Cầu dịch dinh dưỡng Nga quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đắc cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tứ dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 69 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm hạt vanh bị tăng lên vi loạn thế ban hội phó ban chủ, tại ban hội kênh bên trong, nơi nơi đều là một mảnh chúc mừng thanh, đại khái cái này trò chơi bên trong, có thể miễn phí vượt bản đồ nói chuyện, cũng liền chỉ có thể đủ là ban hội kênh, cũng chính bởi vì vậy, giống nhau tiến vào thế giới thứ hai, ngoạn gia khẳng định là sẽ cho chính mình tìm cái ban hội. Loạn thế cái này ban hội bên trong ngoạn gia đại bộ phận đều là cần phải có nuôi gia đình sống qua ngày, mang lão bản, cấp người báo thù giết người, còn có mang phó bản A bán trang bị linh tinh, cho nên đối với với lão bản xuất hiện là thập phần hoan nghênh. Thẩm hạt văn hiện tại cái khác không có, tiền nhiều nhất, trực tiếp liền cấp ban hội tiền vốn bên trong rót vào 5.000 vạn tiền vốn, nói trắng ra là chính là 500 vạn nhân dân tệ. Ở cái này trò chơi thế giới cùng hiện thực thế giới như vậy tỷ lệ thời điểm, rất nhiều ngoạn gia kỳ thật trong tay không có bao nhiêu tiền, phổ thông ngoạn gia tưởng muốn dùng trò chơi tệ nói, nhất thiết phải là đánh trang bị thu thập đến, mà ban hội bên trong tiền vốn cũng là có thể trực tiếp xung giá trị, đây là thế giới thứ hai, một cái kỳ quái điểm dù sao có thể làm được khởi ban hội người, cũng là không thiếu tiền. Này đó sung giá trị sau đó tiền vốn, sẽ bị phân phát cho ban hội người, mỗi tháng tại thế giới thứ hai đều có thể chuyển hiện một lần, có thể nói, lúc trước làm cái này trò chơi ước nguyện ban đầu mặc dù là vì nhi tử có thể đứng lên, nhưng là sau lại cũng là hy vọng trò chơi bên trong có thể phong vân nổi lên bốn phía, trở thành đại gia nhiệt huyết địa phương. Yêu bóng mờ. Cảm tạ lão bản hồng hồng hỏa hỏa cảm ơn lão bản sao sao đắc chân tâm lấy đối. Cảm tạ lão bản đại ma vương thật là bị thẩm hạt vanh tài đại khí thô chấn kinh rồi, sau đó trực tiếp tại ban hội bên trong liên hệ người, tỏ vẻ muốn hạ một cái 50 người phó bản, quả nhiên là liên tiếp lại đây báo danh. Lão bản, nếu không có việc gì nói, chúng ta hiện tại đi hạ phó bản. Người đã tổ hảo. Không sai, liền là như vậy đơn giản. Đại ma vương ban hội bên trong người đều là PVP cùng ma, phó bản trang bị đương nhiên cũng là thập phần cường hãn, cho nên cửu vạn trang bị phân người vẫn là có thể tìm ra 50 cái. Đi. Thẩm Hạc Văn đối cái này toàn tức trò chơi thế giới cũng thập phần tò mò, đương nhiên, chính yếu chính là, Lê Hoa Sơ Tuyết hiện tại chỉ sợ còn tại lừa hắn trước mấy nam nhân ni, dù sao nam nhân rất ít có thể không vi mỹ mạo mà tâm động. Nói tổ người liền tổ người, chờ thẩm hạt văn mang theo yêu ninh tiểu khả ái cùng kim sáng sáng cùng nhau tiến vào tổ trong thời điểm, 50 cá nhân đại đoàn đều là hoan nghênh hoan nghênh, mỗi người đều là nhiệt liệt hoan nghênh, dù sao lão bản là thật sự có tiền A, à. một lời không hợp liền cấp ban phái bên trong làm 5.000 vạn tiền vốn, đây chính là 50 vạn A, à. nghe nói cửu thiên bên kia tiền vốn cũng mới hơn 2.000 vạn hảo sao. Chân tướng chi kính phó bản là một cái che giấu phó bản, tên liền gọi làm hoa trong gương, trăng trong nước, tại hiện tại thượng chưa khai phá sương mù lâm. Đoàn người bởi vì biết muốn đi sương mù lâm, liền mua khẩu trang, trò chơi trung khẩu trang có che độc khí hiệu quả, đoàn người mang khẩu trang ô áp áp nhìn có chút thần kỳ. Có trong trí nhớ tình huống, thẩm hạt vanh dễ dàng mang người tiến nhập hoa trong gương, trăng trong nước phó bản, bên trong này quả nhiên là hoa trong gương, trăng trong nước, sở hữu quái vật đều là mỹ nữ, còn có kim tử, chỉ cần là người mắt thường nhìn đến, đều là dụ hoặc tuy rằng không đánh quá cái này phó bản chính là đại ma vương cũng thập phần nghiêm túc một bên chỉ huy chính mình người tiến công một bên bảo hộ lão bản yêu ninh tiểu khả ái ghé vào thẩm hạt văn bên người lén lút kéo lại thẩm hạt văn động thủ hạt ca ca nơi này thật kỳ quái a à ta có thể hay không chết đi a à? chưa bao giờ hạ quá phó bản yêu ninh tiểu khả ái là thật sợ hãi thẩm hạt Văn nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương này cười không sẽ ta không sẽ nhượng ngươi chết một bên kim sáng sáng lúc này trong mắt mãn là chân tướng chi kính, căn bản là không quan tâm chính mình có thể hay không chết, kích động nhìn đại gia nóng hầm hập tiến hành phó bản công lược. Đối với tân phó bản, tránh không được sẽ diệt mấy lần, thêm thượng dẫn theo ba cái lão bản, tương đương với chỉ có 47 cá nhân, loạn thế người vì chứng minh bọn họ ban hội ngưu bức, có thể nói là phi thường cấp lực, tại hơn một giờ sau đó, thế giới thông cáo chính thức phát bình. Thế giới chúc mừng thiên chỉ hạt đội trưởng dẫn theo đội viên yêu ninh tiểu khả ái chờ người lần đầu đánh lui phó bản hoa trong gương trăng trong nước bốt huyễn nguyệt nương rơi xuống thần cấp đạo cụ chân tướng chi kính bản vẽ huyễn nguyệt bộ đồ thế giới này thông cáo là sở hữu người đều có thể đủ nhìn đến chỉ có khai hoang tài năng đủ thượng thế giới hơn nữa cái này thần cấp đạo cụ càng là lập tức nhượng sở hữu người có chút ngạc nhiên qua nhìn tên này giống như cũng phân tích không đi ra là cái gì đồ vật nhìn đến đại ma vương tên, càng là một cái cái tư hàng huyên đại ma vương, cũng muốn hỏi hỏi tình huống nào. Thẩm Hạc Văn cũng không nghĩ tới đại ma vương đoàn đội như vậy cấp lực, một vui vẻ, cấp mỗi người 500 khối khai hoang thưởng cho, nhượng đội trong người đều là vui như hoa nở. Đại ma vương lại là Mỹ tư tư, cảm thấy chính mình tại lão bản trước mặt chứng minh rồi thực lực của chính mình, nghĩ đến kiến thành lệnh, càng là kích động nhiệt huyết sôi trào, nếu bọn họ loạn thế cái thứ nhất lấy được kiến thành lệnh kia quả thực là không dám tưởng tượng hảo sao cùng lúc đó tại một cái xoát quái điểm trúng một cái diện mạo xoái khí cao đại nam nhân cũng nghe được thế giới nhắc nhở nhất thời vẻ mặt hưng phấn cùng bên cạnh phiêu lượng đảo cùng tiên nhân giống nhau nữ hài nhi nói rằng qua wow. thiên chỉ hạt thế nhưng chiếm được thần cấp đạo cụ a quả nhiên là kẻ có tiền thế giới nhưng lại cùng loạn thế tại cùng nhau nhìn tới là gia nhập loạn thế. Cái này nữ hài nhi liền đứng ở nơi đó, nghe được nam nhân nói sau đó, mặt thượng lộ ra tò mò biểu tình, có chút thiên chân, kia song phiêu lượng đôi mắt quả thực là không dám nhượng người nhiều nhìn một mắt. Thiên chỉ hạt là khắc bản vàng thượng đệ nhất danh sao. Nữ nhân thanh âm càng là ôn nhu như nước, là kia loại nhượng người vừa nghe liền mềm nhũng xương cốt thanh âm, nam nhân nhịn không được nhìn một mắt nữ nhân, may mắn chính mình là tại trò chơi trong bên trong nói cách khác hắn cảm thấy chính mình nhìn thấy như vậy cực phẩm mỹ nữ khẳng định sẽ đỏ mặt không thành bộ dáng đúng vậy hắn thật là lợi hại từ khai phục ngày đầu tiên mà bắt đầu sung tiền đem thương thành vật sở hữu đều mua bây giờ là khắc bản vàng để nhất danh nghe nói tại trò chơi trong hoa hảo mấy ngàn vạn bất quá a à, để cho người nói chuyện say sưa không là này đó mà là hắn mở một cái hậu cung có năm cái tuyệt sắc mỹ nữ ni, nam nhân trong thanh âm kỳ thật mang theo hâm mộ ghen tị hận, dù sao tam thê tứ thiếp là nam nhân nhóm đều thích sự tình, nhưng là vừa nghĩ tới trước mắt mỹ nữ. Liền sợ hãi trước mắt mỹ nữ cũng là hám của, vì thiên chỉ hạt tiền tâm động. Làm thấp đi tình địch, này là nam nhân rất nhiều thời điểm tất yếu thủ đoạn. Quý Dương nghe đến dạng nói, càng thêm tò mò, tại một cái trò chơi bên trong 3 tháng hoa mấy ngàn vạn, kia tại hiện thực trong là có cỡ nào giàu có A, à, nếu như chính mình có thể dùng cái này túi da cùng đối phương tại cùng nhau, vậy có phải hay không chính mình cũng có thể đi lên nhân sinh đỉnh núi? Là như thế này sao? Kia! Nữ hài tử đó như thế nào sẽ nguyện ý ni Nàng tự hồ vì nữ hài tử đó lo lắng, nói chuyện thời điểm nhíu mày, giống như tây tử phủng tâm giống nhau nhượng người tâm đau không thôi. Nam nhân vừa thấy này biểu tình nháy mắt có chút cầm giữ không ngừng, nhanh chóng đem tự mình biết nói ra. Đầu năm nay hảo nhiều mỹ nữ đều là chỉ nhìn tiền, này thiên chỉ hạt coi như là tại hiện thực trong, cũng là có không ít nữ sinh sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn, huống chi là trò chơi bên trong. Trò chơi trong chỉ cần nói vài câu lời hay, liền có thể bị thiên chỉ hạt nuôi, những cái đó nữ hài nhi có thể không muốn sao. Khai phục 3 tháng, nghe nói thiên chỉ hạt cho hắn năm cái bạn gái tất cả đều mua hết thương thành, hơn nữa ngươi biết pháo hoa đi. Tạm thời chúng ta trò chơi cũng liền ra 8 loại pháo hoa, mỗi một loại pháo hoa phóng cửu trăm chín thứ, liền có thể có được một cái thiên trường địa cửu xưng hô, thiên chỉ hạt đều cùng hắn kia mấy nữ bằng hữu tất cả đều có cái này danh hiệu. Nói lên trong truyền thuyết người, coi như cảm giác đều không giống nhau, nam nhân lại nhảy, quý dương càng là từ đối phương trong miệng chiếm được rất nhiều đồ vật. Nói thí dụ như Thiên chỉ hạt tất nhiên là một cái ái mộ sắc đẹp người, không phải bên người năm cái nữ hài nhi không sẽ đều là phiêu lượng. Thiên chỉ hạt cũng là một cái lòng tham không đủ người, có được một nữ hài tử còn không được, còn có được như vậy nhiều cái. Cuối cùng, này thiên chỉ hạt quả nhiên là có tiền, tài đại khí thô, thích hợp đương coi tiền như rác, chính mình hiện tại loại này dung mạo, nếu là có thể đủ nhượng hắn tâm động nói, khi ngàn vạn tài sản không chính là tùy tiện đến. Muốn biết, Khương Thành trong mặt pháo hoa một cái 50 khối, tưởng muốn một cái thành tựu liền muốn phóng cửu trăm chín mươi chín cái, bốn bỏ năm lên một chút chính là một ngàn cái, tám cái thành tựu, một cái năm vạn khối, nói cách khác tại một nữ nhân trên người, quan là pháo hoa liền muốn hoa 40 vạn, quả nhiên là thổ hào. Quý Dương nghĩ đến chính mình trong hiện thực như thế nghèo túng, chính là nhân gia lại tại trò chơi trong bên trong vung tiền như rác, quả nhiên là tối không dựa vào phổ phú nhị đại trong lòng càng là tức giận bất bình, tính toán nhất định muốn nhìn thấy thiên chỉ hạt, như vậy nói, hắn ngược lại là muốn nhìn, thiên chỉ hạt có thể hay không yêu thượng nàng. Thẩm hạt vanh cũng không biết rằng thượng một lần thế giới liền bị quý dương cấp theo dõi, lấy được bản vẽ sau đó, chính là không có biện pháp kết thúc, cái này bản vẽ thượng dùng đồ vật, vẫn là yêu cầu từ các đại phó bản bên trong làm đi ra, có thể mua thẩm hạt vanh đều giao cho kim sáng sáng đi mua, cho nàng đánh tiền, mặt khác không thể mua liền giao cho đại ma vương lão bản ngươi yên tâm chuyện này ta cam đoan cho ngươi làm thỏa đáng thiếp một cái cuối tuần khẳng định đem chân tướng chi kính cấp làm đi ra đại ma vương đã biết này chân tướng chi kính rốt cuộc là làm cái gì nếu cái này trò chơi bên trong chỉ có một chân tướng chi kính nói kia thật là muốn kiếm chết ngươi ngẫm lại nếu ngươi tại internet trung nói chuyện một cái đối tượng thậm chí đối nhân gia đã tới tưởng muốn tại cùng nhau trình độ ngươi sẽ tưởng muốn biết đối phương chân thật gương mặt sao. Chân tướng chi kính cái này tác dụng, chắc là rất nhiều võng người yêu sĩ thích nhất. Đương nhiên, cũng có thể tại sử dụng bản vẽ sau đó thành phê chế tác chân tướng chi kính, bán cho trò chơi bên trong mặt khác thổ hào, đương nhiên, kia giá cả khẳng định chính là không giống nhau. Ân, ừ, đều giao cho các ngươi, mặt khác ban hội nhanh chóng thu người, ta nghe nói thế giới thứ hai sau khi đi ra, rất nhiều trò chơi hành nghiệp tiêu điều, không thiếu chuyên nghiệp trò chơi tuyển thủ đều về hưu, ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ thượng này đó chuyên nghiệp tuyển thủ, những này đó tuyển thủ đến chúng ta ban phái, ta xuất tiền nuôi sống. Dưỡng câu lạc bộ là đốt tiền, dưỡng cái ban phái cũng là giống nhau, thẩm hạc văn tưởng kiến thành, khẳng định là muốn lợi hại người, đại ma vương nhân mạch quản, cho nên này kiện sự tình liền giao cho hắn. Đại ma vương quả nhiên nghe xong sau đó càng hưng phấn, bởi vì lão bản nói không sai, thế giới thứ hai xuất hiện sau đó trên thị trường sở hữu trò chơi trong nháy mắt ủ rũ ngoạn gia đều đến chơi toàn tức trò chơi những cái đó đã từng câu lạc bộ tuyển thủ kia thật sự là mới khóc không ra nước mắt ba tháng nội sôi nổi cùng các đại trò chơi câu lạc bộ giải ước hiện tại vừa nghĩ tới có lão bản muốn đem bọn họ kéo vào thế giới thứ hai hắn liền cao hứng không được tự gia lão bản quả nhiên là không giống nhau a à, là cái làm chuyện lớn người a à. tác giả có lời muốn nói hạ một càng trước 12 giờ, cầu dịch dinh dưỡng A mặt khắc hạ cái cố sự đại gia tưởng nhìn cái gì. Có thể nhắn lại cho ta xem xét xem xét quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đắc cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tứ dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 70 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chờ thanh thiển tiêu tiêu cùng cô Tô Ngọc cùng với sang ma thượng tuyến sau đó, cũng từ kim sáng sáng chỗ đó biết tự gia tình huống, cũng cùng nhau chuyển đến loạn thế bên trong. Này hạ ban hội bên trong người quả thực là có thể gần gũi vây xem thẩm hạt vanh cùng năm cái hậu cung tình huống, kia thật là một mỗi cái hưng phấn rất, còn tưởng rằng hậu cung liền muốn lục đục với nhau, như là bên trong viết như vậy. Kết quả bọn họ chờ a à chờ, phát hiện thanh thiển tiêu tiêu cùng cô Tô Ngọc quan hệ hảo, sang ma tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng có phải thế không kia loại thích tranh giành tình nhân làm tiểu khả ái yêu ninh càng là cùng ban hội bên trong những cái đó đại lão gia hỗn không sai dù sao đại gia đều là kết hôn sinh tử cho nên trong nhà có nhi tử cùng nữ nhi nhìn đến yêu ninh như vậy khả ái tiểu nữ hài nhi kia là tránh không được sẽ có chút thích sủng ái thiên chỉ hạt gia nhập loạn thế sự tình cũng truyền ra dù sao trước thiên chỉ hạt vẫn luôn đều là độc lan cũng không thích đi gia nhập mặt khác ban hội coi như là sáng lập chính mình ban hội, cũng là kia loại cải thảo ban hội, bên trong không có gì người, hiện tại bỗng nhiên gia nhập loạn thế, hơn nữa căn cứ bên ngoài tin tức, còn cấp loạn thế mang đến cự đại tiền vốn, chẳng lẽ là là tưởng muốn phát triển đứng lên. Dù sao đại gia một mỗi cái là tưởng muốn biết đến tục cùng thế nào, bất quá loạn thế bắt đầu điên cuồng thu người sự tình, vẫn là truyền ra. Đại ma vương gần nhất rất bận, không chỉ là trò chơi bên trong, còn có trò chơi bên ngoài cũng muốn liên lạc với người đại ma vương xem như trò chơi vòng lão thủ không phải thuộc hạ cũng không có thể có nhiều như vậy có thể đánh cơ hồ điện cạnh vòng người cũng nhận thức không thiếu cho nên hắn nói có lão bản sau đó nguyên bản những cái đó không có tính toán đến toàn tức trò chơi chuyên nghiệp các người chơi vẫn là nhịn không được tâm động sôi nổi gia nhập loạn thế dù sao bọn họ tuy rằng ở mặt ngoài cho rằng này khoảng trò chơi đoạn tuyệt bọn họ chức nghiệp kiếp sống chính là đối với toàn tức trò chơi chỉ sợ là mỗi một cái trò chơi ngoạn gia tối chờ mong tồn tại. Thẩm Hạc Văn cũng rất hưởng thụ, hôm nay phá lệ năm cái cô nương đều tại tuyến, bọn họ lựa chọn địa phương là một cái đại hình phó bản đào hoa am, nơi này hoa đào khắp nơi, gió thổi tới thời điểm có hoa đào hạ xuống, từng trận hương vị, là rất nhiều phong cảnh đáng thích nhất địa phương. Như trước là kim sáng sáng làm ra tới cái bàn, vài cái người ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà, săn ma mặt không đổi sắc cầm chén trà uống trà một thân màu đen trang phục nàng rất phù hợp một cái thích khách điệu thấp, một bên vài cái cô nương đều tại nói bát quái, hoặc là tán gẫu đồ trang điểm. Đại ma vương cũng không tệ lắm, không quá mấy ngày công phu, ban hội bên trong nhân số cũng đã đột phá 2.000, có chút đều là thuộc gương mặt, ta nhìn a, à, chúng ta loạn thế muốn càng ngày càng lợi hại. Kim sáng sáng gần nhất tuy rằng thu không thiếu đồ vật, nhưng là cũng không thời gian đi bán, một lòng trông cậy vào chân tướng chi kính ni, dù sao nữ sinh đối với hóa trang cùng mỹ nhan cảm thấy hứng thú loại này có thể nhượng hóa trang cùng mỹ nhan đồng thời biến mất đồ vật cũng càng cảm thấy hứng thú khi đến lúc đó chân tướng chi kính có thể làm hảo sao yêu ninh tiểu khả ái có chút ngạc nhiên nàng thừa nhận nàng cũng rất muốn biết này chân tướng chi kính rốt cuộc là dùng để làm gì có thể đi hiện tại đại ma vương cả ngày đều tại vội ban hội bên trong người cũng đều tại đánh tài liệu dù sao cũng là thần cấp vật phẩm thu thập chậm một chút đều bình thường. Kim sáng sáng ngược lại là không nóng nảy, dù sao sớm muộn có thiên sẽ làm tốt. Ngược lại là một bên thanh thiển tiêu tiêu, đối này kiện sự tình cũng không có hứng thú, nhìn hướng kim sáng sáng. Ngươi gần nhất luôn luôn tại trò chơi trong du tẩu, có hay không gặp qua lê hoa sơ tuyết. Tên này vừa ra tới, trực tiếp hấp dẫn mặt khác mấy người nữ nhân tầm mắt, mà ngay cả cô Tô Ngọc cũng là ngẩng đầu nhìn hướng kim sáng sáng không có ta gần nhất đều rất bận hảo sao. Bất quá ta trong tay ngược lại là có hảo vài kiện bộ đồ đều là nhân gia nam sinh mua đến đưa cho nàng. Không có biện pháp, ai nhượng kim sáng sáng là một cái tri tâm người đâu, chỉ cần là tại nàng nơi này buôn bán, cơ hồ là theo kim sáng sáng quan hệ đều không sai, nhân gia cũng không giấu giếm, nàng đã biết ít nhất có bốn người vì lấy lòng lê hoa sơ tuyết mua trang bị. Ta cũng chưa thấy qua. Cô Tô Ngọc ôm nhu lắc đầu, nàng gần nhất cũng không như thế nào đi ra ngoài chơi, dù sao trong tay may còn không có làm tốt, nàng đang tại cấp thiên chỉ hạt làm cái này trò chơi bên trong thời trang. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là sang ma mở miệng. Ta đã thấy. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn hướng sang ma, mà lạnh lùng sang ma lại là nói đơn giản đạo. Trước có người tìm ta thứ giết một người ba lượt, nói kia người phách chân, ngoại tình, ta truy tung đi qua sau đó, nhìn đến kia người đang tại lấy lòng lê hoa sơ tuyết, liền trực tiếp đem hắn giết. Không sai, sang ma rất nhiều sinh ý đều là nữ hài tử hạ đơn, gặp được kia loại tra nam là nhất thiết phải muốn làm chết. Kia! Kia nàng trường nhằm vào so với chúng ta phiêu lượng sao? Gần nhất đồn đãi càng ngày càng nhiều, đại gia đều nói lê hoa sơ tuyết là cái này trò chơi bên trong xinh đẹp nhất nữ nhân. Mà ngay cả thiên chỉ hạt năm cái hậu cung đều so ra kém lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm yêu ninh không phục, sau lại mới có đừng cho thẩm hạc văn tiếp tục tìm nữ nhân yêu cầu, cô Tô Ngọc ngược lại là không hề gì, thanh thiển tiêu tiêu thì là có chút không cao hứng. Như vậy một nữ nhân, dùng như vậy kỳ quái phương thức thành danh, ai có thể thích? Ân. Ừ. Sang ma gật đầu, không có lừa gạt đại gia, nàng là cảm thấy lê hoa sơ tuyết là phiêu lượng. Này hạ sở hữu người đều không cao hứng, có chút rầu rĩ không vui, yêu ninh càng là vương tay kéo thẩm hạt vanh các cô nương liền nàng tuổi tối tiểu thích cùng thẩm hạt vanh làm nũng hạt ca ca trước ngươi đáp ứng ta đúng hay không không lại tìm mặt khác người đúng hay không coi như là cái kia lê hoa sơ tuyết lại phiêu lượng ngươi cũng sẽ không nhìn một mắt đúng hay không liên tục ba cái đúng hay không những thẩm hạt vanh nhất thời một trận buồn cười nhìn nhìn lại mặt khác bốn người kia đồng dạng tầm mắt nở nụ cười đương nhiên ta có các ngươi là đủ rồi, người bên ngoài lại như thế nào phiêu lượng, kia cũng theo ta không quan hệ, ta phát triển loạn thế, chính là tưởng bảo hộ các ngươi, nếu là ta không tại trò chơi bên trong, khiến cho đại ma vương người đi theo các ngươi, ta cũng yên tâm. Có lẽ có chút thời điểm xã hội chính là như vậy không công bình, vô luận là tại hiện thực bên trong vẫn là trò chơi bên trong, mọi người đối với nữ tính yêu cầu đều rất nhiều, mà nữ tính có thể bảo vệ chính mình năng lực cũng quá thiếu. Hiện tại nếu bên ngoài cũng đã bắt đầu tin đồn, khi Thẩm Hạc Văn cảm thấy chính mình vẫn là muốn hảo hảo bảo hộ này đó tiểu cô nương. Các nàng đều là hảo cô nương. Thẩm Hạc Văn lời này một xuất, yêu ninh tiểu khả ái nhất thời vẻ mặt cảm động, lôi kéo Thẩm Hạc Văn tay lúc ẩn lúc hiện. Hạt ca ca ngươi quả thực là thật tốt quá, mặt khác mấy nữ sinh cũng đầu đi qua ánh mắt cảm kích, trong lòng sôi nổi quyết định hảo hảo cùng Thẩm Hạc Văn ít nhất làm cho đối phương tại trò chơi bên trong thời điểm chẳng phải tịch mịch. Sang ma muốn nói không cần, nàng có thể bảo vệ chính mình, chính là nhìn đến mặt khác vài cái cô nương, cũng liền không nói. Kim sáng sáng là cái thương nhân, nàng trang bị hảo, nhưng là sức chiến đấu cũng không cao. Yêu ninh tiểu khả ái là phong cảnh đảng, chưa bao giờ làm trang bị, đừng nói đánh nhau. Cô Tô Ngọc là một cái sinh hoạt ngoạn gia, thích làm may, làm sao có thời giờ đánh nhau đến nỗi thanh thiển tiêu tiêu tuy rằng ngẫu nhiên đánh nhau nhưng là năng lực không được quả thật nhượng người lo lắng về sau a à, nếu gặp được phiêu lượng nữ nhân các ngươi liền đem ta đoàn đoàn vây quanh không cho các nàng tiếp cận ta không thì tốt rồi thẩm hạt Văn rất thích hiện tại trạng thái không là yêu say đắm kia loại mà là cùng gia nhân làm bạn nhất dạng mỗi người đối hắn đều thập phần quan tâm như vậy liền rất tốt thiếu yêu người thiếu có thể là ái tình yêu cũng có thể là làm bạn yêu. Hừ. Nếu người khác muốn dùng tận tâm tư tiếp cận ngươi, ta tuyệt đối sẽ không phóng quá nàng. Thanh thiển tiêu tiêu ứng thừa xuống dưới, lửa đỏ tóc thập phần nhiệt tình, nàng hướng phía vài cái cô nương nháy mắt mấy cái, đại gia trong lòng đều rõ ràng, kỳ thật các nàng sự tình truyền ra sau đó, không thiếu nữ hài tử tưởng tiếp cận thiên chỉ hạt, nhưng là đều bị các nàng năm cái ngăn cản, không là bởi vì không cho những cái đó nữ sinh đi được đến bản thân muốn, mà là bởi vì ban đầu gặp được thẩm hạt vanh cô tô ngọc hiện thực trong là một cái bác sĩ tâm lý nàng chi như vậy ôn nhu liền là bởi vì đem thẩm hạt vanh trở thành người bệnh đến xem sao lại thẩm hạt vanh bên người nhiều như vậy vài cái cô nương nàng nhiều ít lộ ra vài phần mọi người xem như vậy một kẻ có tiền hơn nửa soái người tại bệnh ma trung bồi hồi đương nhiên là nỗ lực tưởng muốn làm cho đối phương hảo đứng lên cho nên các nàng ăn ý lưu tại thiên chỉ hạt bên người cũng giúp đỡ giải quyết rất nhiều phiền toái, đến nổi tiền, thẩm hạt vanh cho bọn hắn mua đều là trò chơi bên trong thời trang cùng với pháo hoa còn có đưa trang bị linh tinh, chân chính tiền các nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Vài cái người liền như vậy hạ quyết tâm, cảm thấy cái này tại thế giới thượng bị điên cùng thử yêu lê hoa sơ tuyết khẳng định là cái cao đẳng cấp người, vạn nhất thiên chỉ hạt bị lừa làm như thế nào. Dù sao quan là từ kim sáng sáng nơi này, cũng đã biết không thiếu nam người vì lê hoa sơ tuyết tâm động. Lại qua vài ngày, đại ma vương quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người, thật sự đem chân tướng chi kính sở hữu tài liệu đều cấp chuẩn bị xong rồi, mà kim sáng sáng tuyết chính là luyện chế, vì những kim sáng sáng an tâm luyện chế thần khí, loạn thế có mấy trăm cá nhân thủ chờ thần khí xuất hiện. Thẩm hạt vanh chờ người cũng tại, kim sáng sáng dựa theo phối phương đem sở hữu tài liệu đều chỉnh lý hảo, sau đó bắt đầu luyện chế mười phút sau đó thế giới kênh truyền phát xuất mới nhất tin tức chúc mừng ngoạn gia kim sáng sáng chế tạo ra trò chơi trung loại thứ nhất thần cấp vật phẩm chân tướng chi kính do đó chiêu cáo thắp chốn mừng vui kim sáng sáng lúc này cầm trong tay là một cái kính viễn vọng nàng cầm thuộc tính cũng đã đi ra chân tướng chi kính có thể nhìn ra thế giới này trung bất luận cái gì ngụy trang hoàn nguyên sự vật chân tướng qua wow. thật là lợi hại Kim sáng sáng cái thứ nhất thử chính là tại thẩm hạt vanh trên người, quả nhiên là phát hiện thẩm hạt vanh thật không có dùng mỹ nhan A, à, bản chất chính là như vậy xoái. Sau đó dùng chân tướng chi kính từng cái nhìn nhìn tràn thượng mọi người, chỉ cảm thấy thứ này quả nhiên là lợi hại được rất. Một bên mặt khác cô nương cũng nhanh chóng thấu quá tới sử dụng, ngược lại là đại ma vương cái này đại quê mùa tưởng phải thử một chút, cũng ngại ngùng giảng, chỉ có thể đủ tùy ý này đó tiểu cô nương trước chơi. Thẩm Hạc Văn cũng cầm lên mắt nhìn, thứ này chính là quý dương lớn nhất địch nhân, hiện tại quý dương đã tại hảo mấy nam nhân chi gian dây dưa, bất quá này đem hỏa vẫn là muốn thiêu cháy, chờ thiêu cháy sau đó, đại gia mới sẽ biết, quý dương cái này người có cỡ nào đáng giận, hắn lấy đến cái này trò chơi trung bàn tay vàng, rõ ràng có thể làm rất nhiều chuyện, chính là lại muốn làm loại này gạt người sự tình, người chính mình là không phải nữ nhân, người chính mình không rõ ràng sao sau đó đại ma vương cũng rốt cục chơi vài bàn này kính viễn vọng, cảm thấy thứ này quả nhiên là hảo ngoạn rất, bất quá tưởng muốn kia là không có khả năng, quan là chế tạo ra đến như vậy một cái, liền tiêu phí bọn họ sở hữu người nhất chu thời gian, còn có gần tới 30 vạn tài liệu tiền, đây cũng không phải là người thường có thể làm ra được tới. Thẩm Hạc Văn cũng thông qua chân tướng chi kính thấy được năm cái tiểu cô nương bộ mặt thật, sau đó trực tiếp nhượng bí thư điều tra này năm cái cô nương, nếu đối phương hiện thực trong có chuyện gì, để nhất thời gian giúp đỡ giải quyết. Vậy cũng là là báo đáp này đó cô nương làm bạn hắn cảm tình. Không đến một cái nguyệt, loạn thế phát triển đã điên rồi, từ nguyên bản năm 600 người biến thành hiện giờ hơn vạn người đại bang phái, huống chi còn có đã từng tại mặt khác trò chơi bên trong chuyên nghiệp trò chơi tuyển thủ, bọn họ phát rồi ủy bộ sau đó, miếng nhóm đều kinh ngạc, sau đó đi theo gia nhập loạn thế, dù sao không cần coi kinh điện cạnh miếng chỗ nào cũng là rất điên cuồng. Thỉnh này đó chuyên nghiệp trò chơi tuyển thủ, thẩm hạt vanh cũng không xài bao nhiêu tiền, trước sau cũng liền ném đi vào 2-3 ngàn vạn, cùng lúc đó, thẩm hạt vanh danh khí càng lúc càng lớn. Mọi người đều biết, loạn thế lão bản tên là Thiên Chỉ Hạt, chẳng những tại trò chơi trong mở hậu cung, nhưng lại làm xuất tới một cái có rất nhiều chuyên nghiệp trò chơi tuyển thủ ban hội. Ngươi không phải không thừa nhận, mặt khác trò chơi đùa hảo ngoạn gia, chơi thế giới thứ hai khẳng định là so phổ thông ngoạn gia hảo. Loạn thế nóng hầm hập phát triển. Lê Hoa Sơ Tuyết tên này cũng đã tại thế giới thứ hai thanh danh vang vọng, bởi vì cửu thiên bang chủ thế nhưng vì bác Mỹ nhân một cười, cùng một cái khác đại bang phái tiêu giao đánh giúp chiến. Đến đây, Lê Hoa Sơ Tuyết liền thành vì mọi người trong cảm nhận hồng nhan họa thủy, khẳng định là diện mạo cực Mỹ, bằng không cũng không có thể bị người ta tranh đoạt A. Quý Dương làm đương sự rất sản chính là, nhưng là hắn cảm thấy còn chưa đủ, này đó cái gọi là đại ban chủ bất quá là người thường mà thôi, mục tiêu của hắn vẫn là thiên chỉ hạt, hắn tin tưởng, bằng vào hắn hiện tại mỹ mạo, khẳng định là có thể nhượng thiên chỉ hạt dễ dàng yêu thượng hắn. Như thế nói, hắn liền có thể đủ ở cái này trò chơi trung muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai hẳn là có thể kết thúc câu chuyện này hắc hắc. Đại gia ngày mai gặp quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đắc cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 71 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lê Hoa sơ tuyết tên càng ngày càng tại thế giới thượng xuất hiện, cũng càng thêm nhiều người khen nàng mỹ mạo, thẩm hạt vanh bên người năm cái cô nương giống như có áp lực, dù sao gần nhất cùng thẩm hạt văn thời gian càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm lại qua một cái nguyệt thời gian, loạn thế đã có gần tới một vạn năm nghìn người, này đó người đều là sàng chọn quá có có thể năng lực ngoạn gia, quan là quản lý giai tầng người, kia đều là chuyên nghiệp công ty quản lý nhân viên. Đương nhiên, đây là thẩm hạt văn từ công ty điều chỉnh lại đây người, cho nên từ lúc này vài vị đến sau đó hô hạt thiếu, sở hữu người đều là hô thẩm hạt văn vi hạt thiếu, thiên chỉ hạt cái này người cũng tại trò chơi bên trong thuận lợi đủ đường. Kiến thành lệnh thứ này là một cái siêu cấp cự đại quái vật rơi xuống, dựa theo sức chiến đấu tính toán, ít nhất yêu cầu hai vạn nhân tài có thể đối cái này quái vật động thủ, thẩm hạt vanh vì kiến thành lệnh, trừ bỏ chiêu binh mãi mã ở ngoài, càng là nhượng kim sáng sáng thu mua không thiếu sống lại dược, mấy thứ này tại đến lúc đó đánh kiến thành lệnh thời điểm sẽ rất có tác dụng. Đại ma vương hiện giờ tuy rằng nói là ban chủ, chính là ban phái bên trong quản lý có chuyên nghiệp nhân viên, hắn cả ngày đều là bận liên hệ người, sau đó cấp nhân gia xác định tâm tư, nói trắng ra là chính là dùng kia tam thô không lạng miệng lưỡi đi thuyết phục nhân gia gia nhập loạn thế. Tại nhân gia gia nhập sau đó, còn muốn phân đội nhượng người mang theo đối phương thăng cấp, hiện tại có thể nói toàn bộ loạn thế đều là bận rộn không được, mỗi người đều có chính mình công tác, cũng may mắn có thẩm hạt vanh cái này đại lão bản duy trì, tân nhân gia nhập sau đó, có thể từ ban hội lãnh địa lĩnh một bộ tân nhân trang bị, nhưng lại chuẩn bị có thăng cấp gấp đôi viên. Thứ này tuy rằng giá trị cũng không cao lắm, nhưng là người nhiều A. Tính tổng cộng đứng lên kia đều là tiền A. Có thể nói này thêm đứng lên phía trước phía sau 2 tháng thời gian. Thẩm Hạc Văn cũng đã tại ban hội bên trong đầu nhập vào không sai biệt lắm có hơn 3.000 vạn. Cho nên ban hội bên trong tài năng đủ như thế hơn hơn hướng Vinh. Dựa theo kế hoạch tháng sau trung tuần hẳn là đại gia trang bị cũng đã tăng lên tới 10 vạn phân, hơn nữa hẳn là có hai vạn người có thể tiến hành soát quái. Đại ma vương ngồi ở ghế dựa thượng, uống kim sáng sáng pha trà, hắn hiện giờ coi như là cùng thẩm hạt vanh hỗn thục, xem như minh bạch, này vị cái gọi là mở hậu cung nam nhân, cùng này đó nữ hài tử căn bản liền không là kia loại đại gia trong tưởng tượng tà ác quan hệ, thậm chí nên nói như thế nào đi. Ít nhất tại đại ma vương trong mắt, Thiên chỉ hạt nhìn này đó nữ hài nhi ánh mắt, cùng chính mình nhìn nữ nhi nhất dạng, kia thật là không có gì quá nhiều suy nghĩ a. À. Ân, ừ, ngươi tiếp tục nhận người, tiền không là vấn đề, nhưng là nhân phẩm nhất định muốn hảo, hơn nữa thủ pháp muốn cường, chờ kiến thành lệnh lấy sau khi đi, này đó người chính là chúng ta thành viên tổ chức. Thẩm hạt vanh gật đầu, đối với đại ma vương hành động năng lực còn là phi thường tín nhiệm, nghe vài cái hắn chuyên môn bỏ vào giám đốc nói, hiện tại ban hội bên này vận chuyển thập phần bình thường. Không sai, những cái đó bị thẩm hạt văn an bài tiến vào trò chơi, cũng đều là danh bài kinh tế học trường học tốt nghiệp, còn có quản lý học viện tốt nghiệp, bọn họ hiện tại cơ hồ là đã đem loạn thế các loại đồ vật phát huy đến cực hạn. Nói thí dụ như mặc dù có thẩm hạt văn chú tư, bọn họ muốn vì tân nhân xử lý một phần trang bị cùng với thăng cấp viên, chính là này đó người thăng cấp hoặc là soát quái trong quá trình, liền sẽ rơi xuống không thiếu tài liệu này đó tài liệu có nhìn như vô dụng nhưng là trên thực tế đối với kim sáng sáng các nàng đến nói liền hữu dụng không thiếu ngoạn gia đều biết chính mình nên làm gì cho nên những cái đó tài liệu đều bị đặt ở ban hội kho hàng trung tùy ý kim sáng sáng đến lấy dùng kim sáng sáng đem trong đó không dùng được tài liệu đóng gói bán cho cái khác thương nhân cấp ban hội rót vào tiền vốn mặt khác chính là chính mình làm một vài thứ đặt ở ban hội bên trong nhượng những cái đó lúc đầu liền gia nhập ban hội ngoạn gia có thể bằng vào chính mình đối ban hội tống hiến lĩnh. Muốn biết, kim sáng sáng luyện chế cơ hồ là thẩm hạt vanh tiêu tiền đôi đi ra, trò chơi này bên trong chỉ sợ là không có người so nàng luyện chế càng thêm cường hãn. Bởi vậy tại loạn thế kho hàng trung, để nhất trang hơn 1.000 vật phẩm kho hàng tất cả đều là cao nhất trang bị, kim sáng sáng làm rất nhiều, liền tính toán chờ kiến thành lệnh thời điểm dùng, còn có những cái đó các loại hồi lam hồi huyết đang dược, cùng với sống lại đang. Đáng giá nhắc tới chính là thế giới thứ hai trò chơi đặt ra, cùng mặt khác trò chơi đều không giống nhau, cái này trò chơi bên trong chỉ có phát ra, không có nải, chết chính là chết, trừ phi tưởng muốn dựa vào sống lại đang đứng lên, muốn nói cách khác, chính là rất nhiều các loại dược vật, có thể ở trong chiến đấu duy trì sinh mệnh, tuy rằng đều là tiêu hao phẩm, chính là cũng đều là đại gia hàng ngày nhất thiết phải có đồ vật. Thương thành trong mặt có sang quý hồi huyết dược vật, nhưng là một ít tiểu thương nhân cũng sẽ làm một ít tiện nghi hồi huyết dược vật, có thể nói ở cái này trò chơi trung, kinh tế phát triển, cũng là một loại kỳ quái trạng thái. Đại ma vương lại cùng thẩm hạt Văn hồi báo cho một chút chính mình mời chào người tình huống sau đó, liền đi bận rộn, đi trước còn mang đi kim sáng sáng làm không thiếu dược vật, gần nhất hắn có thể xem như biết, chính mình là ông thượng một cái kim đùi, cho nên tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện. Chờ người đi rồi sau đó, ngồi ở kia năm cái cô nương mà bắt đầu tán gẫu thượng. Nghe nói đêm nay 8 giờ, cửu thiên cùng tiêu giao hai cái bang chủ muốn tại quyết đấu đài đánh sang hào chiến nghi. Thanh thiển tỷ tỷ ngươi bồi ta đi hảo hay không a? À? Yêu ninh tiểu khả ái là rất thích thấu náo nhiệt không sai, lúc này hoảng thanh thiển tiêu tiêu cánh tay, là thật rất muốn đi xem. Rồi rồi rồi, ta biết, buổi tối khẳng định thượng tuyến, đi sao? Giống nhau buổi tối 8 giờ thời điểm, Thẩm Hạc Văn cũng đã hạ tuyến, hắn chân tuy rằng không thể đứng lên, nhưng là cũng là yêu cầu bác sĩ mỗi ngày kiểm tra cùng mát xa, 8 giờ trừ bỏ kiểm tra cùng mát xa ở ngoài, chính là xử lý một ít công ty nghiệp vụ. Làm một cái kế thừa hơn 1.000 triệu người thừa kế, Thẩm Hạc Văn cảm thấy chính mình cũng là đỉnh mệt. Khi ta cũng cùng nhau đi, ta ngược lại là tưởng nhìn xem cái này người có cỡ nào lợi hại, trước nhượng hai cái đại bang hội khai giúp chiến, bây giờ còn đánh sang hào chiến cho các ngươi lộ ra một cái nội tình, quan là tháng này một cái nguyệt, vì lê hoa sơ tuyết theo ta mua đồ vật người, đã vượt qua 10 cái, vô luận là cửu thiên vẫn là tiêu giao trợ giúp, trên đỉnh đầu đều là một mảnh đại thảo nguyên, có thể trực tiếp vi dương. Kim sáng sáng nói xong nói xong nở nụ cười, nàng là không hiểu lắm cùng các loại nam sinh đều thích câu kết làm bậy người đến tột cùng là tưởng cái gì, như là nàng, cả ngày đều là trầm mê kiếm tiền, bằng không chính là cùng hạt ca, nào có không đi đàm luyến ái a, à. kia ta cũng đi. Cô Tô Ngọc cũng gật đầu, tỏ vẻ chính mình đi, một bên săn ma đang tại trà lau chính mình song đao, này ngoạn ý là thần khí, thẩm hạt vanh chuyên môn chụp cấp săn ma dùng. Ta cũng đi. Năm cái nữ nhân quyết định này kiện sự tình, bất quá lại không ai hỏi ý kiến thẩm hạt vanh, bởi vì các nàng cũng sẽ không cảm thấy thẩm hạt vanh đối loại chuyện này có hứng thú, bởi vì mỗi lần bọn họ tại cùng nhau thời điểm. Đều là tại nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh A, hoặc là phóng pháo hoa, nếu không nữa thì chính là tập luyện kỹ năng gì gì đó, Phật hệ ngoạn gia thiên chỉ hạt, như thế nào nhìn đều không giống như là thích đi vây xem náo nhiệt người. Thẩm Hạc Văn cũng hiểu được sự tình đến hiểu biết quyết địa phương, hắn vốn là chờ lê hoa sơ tuyết lại đây câu dẫn hắn đi, kết quả hiện tại, đối phương cũng không biết như thế nào, thế nhưng không có tìm đi lên. Chẳng lẽ là chính mình tiền không đủ cỡ nào? không đủ hấp dẫn hắn vẫn là nói hắn càng thêm thích bị mặt khác người tranh đoạt cảm giác ngay tại thẩm hạt văn nghĩ như vậy thời điểm phương xa bỗng nhiên truyền đến một trận đàn cổ thanh giống như nước chảy giống nhau đinh đông rung động hấp dẫn năm cái nữ nhân tầm mắt trò chơi này vốn là chính là ngươi tưởng muốn thành vì cái gì người là có thể thành vì cái gì người cho nên nghe đến dạng đàn cổ thanh khẳng định không là npc này ai a à, có phiền hay không Kim sáng sáng ghép nhất nghe này đó không ốm mà trên đồ vật, hơn nữa nàng trước đã cùng người nói, đừng cho người tiếp cận nơi này, như thế nào liền chợt nghe như vậy thanh âm. Nếu không, chúng ta đi nhìn xem. Yêu ninh tiểu khả ái đảo là có chút ngạc nhiên, nàng đứng lên, hướng phía thanh âm địa phương nhìn, kết quả cũng không thấy được cái gì người, mà thẩm hạt vanh giờ khắc này xem như biết, phỏng chừng chính là lê hoa sơ tuyết. Này đàn tranh tại Hậu Kỳ sẽ trở thành Lê Hoa Sơ Tuyết tuyệt đối vũ khí, trên thực tế hắn khảy đàn ca khúc đều là hệ thống tự mang, nào có nói là chính mình vốn là chính là học đàn tranh lợi hại như vậy. Chúng ta đi nhìn xem đi. Hắn đưa ra ý kiến, mặt khác người cũng không rối rắm, sôi nổi từ ghế dựa thượng đứng lên, không thể không nói, này năm cái mỹ nữ quả thực là mỗi một cái đều là dung mạo bất đồng, những người nhìn sau đó tâm sinh vui mừng đoàn người hướng phía tiếng đàn đi tới, nơi này là phong cảnh đẹp như họa lê hoa lạnh, có phi thường đại một mảnh lê hoa lâm, sáu người một đường đi qua đi, sau đó ngay tại một gốc cây lê hoa trên cây mặt thấy được nữ nhân kia. Nàng xuyên một thân màu trắng cùng băng lam sắc hỗn đáp cổ phong trường váy, ngồi ở chỗ kia hơi hơi nhắm mắt khảy đàn ca khúc, một trận gió thổi tới, lê hoa hạ xuống, thổi nàng làng váy lay động, trong nháy mắt giống như tiên nhân giống nhau. Hoa thảo, trang bức ni lời này tuyệt đối là kim sáng sáng không chạy này đó cô nương bên trong kim sáng sáng trò chơi kiếp sống dài nhất nhìn đến người nhiều nhất cho nên vừa thấy này tình huống đương nhiên chính là biết nhân gia không là bỗng nhiên tưởng muốn ở trong này đánh đàn khẳng định là có sự tình bái mặt khác tứ cái cô nương cũng đều nhìn hướng trên cây nữ nhân các nàng thừa nhận đối phương thật sự rất mỹ mỹ kinh tâm động phách kia loại ước chừng thật giống như mỗi cái nam nhân tình nhân trong mộng tiểu long nữ nhất dạng những bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ khó có thể cầm giữ. Thẩm hạt vanh xa xa trạm, tầm mắt dừng ở lê hoa sơ tuyết trên người, hắn thừa nhận, trò chơi này bàn tay vàng quả nhiên là đại, phỏng chừng cũng liền gặp được loại này nam chủ, nếu như là mặt khác người, quan là dựa vào như vậy một cái bàn tay vàng, lo gì ở cái này trò chơi thế giới bên trong vô pháp lan bạc suốt một mảnh giang hồ. Đáng giá điên cùng câu dẫn nam nhân đến chứng minh chính mình tồn tại yêu ninh tiểu khả ái đuổi vội vàng kéo thẩm hạt vanh cánh tay sau đó vươn tay dĩ nhiên là ngăn cản thẩm hạt vanh tầm mắt hạt ca ca không nên nhìn nha nàng nào có ta dễ nhìn a à, Nguyễn nhu làm nũng thanh nhưng thẩm hạt vanh nở nụ cười mà một bên kim sáng sáng lại là không chút do dự lấy ra chân tướng chi kính tưởng nhìn xem này vị phiêu lượng đến đột phá cực hạn nữ nhân rốt cuộc trong hiện thực có phải như vậy hay không dung mạo nàng thừa nhận chính mình âm u ghen tị nhưng là vàng thật không sợ lửa a à cứ như vậy kim sáng sáng đầu tiên là xem xét tư liệu của đối phương chợt phát hiện đối phương là gần nhất tổng là tại thế giới thượng bị soát hồng nhan họa thủy lê hoa sơ tuyết sau đó cầm chân tướng chi kính nhìn đi qua tác giả có lời muốn nói để canh hai thập điểm trước cầu dịch dinh dưỡng sao sao đát quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đát cảm tạ vita đầu xuất bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nga chương 72 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kỳ thật chân tướng chi kính đến trong tay sau đó Kim sáng sáng sử dụng nó tần suất cũng không thế nào cao Dù sao ngươi không thể nhìn đến một cá nhân liền lấy này ngoạn ý đi xem Tưởng nhìn xem nhân gia rốt cuộc trường cái gì bộ dáng đi Người coi như là tò mò, cũng sẽ không như thế tò mò Ngược lại là đại ma vương bên kia, tổng là có một số người tưởng muốn mượn dùng một chút chân tướng chi kính đến xem một vài thứ, kim sáng sáng vốn là tưởng muốn dùng cái này đồ vật buôn bán, sau lại nhìn thẩm hạt văn tài đại khí thô, cũng liền buông tha cái này ý tưởng, hiện giờ thứ này ngược lại là trở thành năm cái cô nương bình thường không có việc gì đồ đồ chơi, tưởng lấy ra nhìn xem liền lấy ra chơi chơi. Đối với Lê Hoa Sơ Tuyết, các nàng năm cái người thật là rất ngạc nhiên, bởi vì từ này vị Lê Hoa Sơ Tuyết mới vừa xuất giang hồ đến bây giờ, đã là có đủ loại đồn đãi, không quản là nàng cùng cái gì nam nhân tại cùng nhau đều hảo, đồn đãi trung nàng tổng là phiêu lượng nhượng người tuyệt đối kinh tâm động phách, thậm chí bị đồn đãi đương sự đối nàng giữ gìn càng là nhượng người không thể nói rõ đến. Trừ cái này ra, chính là kim sáng sáng nhận thức những cái đó lão bản, những cái đó lão bản vì giữ gìn lê hoa sơ tuyết, quả thực là nói ra rất nhiều não tàn nói, thậm chí trong đó một câu nhượng kim sáng sáng đến nay đều quên không được, chính là đối phương nói Lê Hoa Sơ Tuyết là hắn nữ thần, coi như là bọn họ không thể tại cùng nhau, hắn cũng chỉ tưởng muốn lấy lòng nữ thần của mình. Lời này, ngươi nghe một chút, cốt xấu đại gia đều là trò chơi trong nhân vật phong vân, kết quả làm được chính mình cùng cái lốp xe dự phòng nhất dạng, thật sự là những người giác đến vô ngữ. Kim sáng sáng tầm mắt dừng ở Lê Hoa Sơ Tuyết trên người, chỉ cảm thấy có lẽ những cái đó nam nhân nói không sai, nếu như vậy một cái đại mỹ nhân nhi là có vô số người nguyện ý vi nàng khuynh đảo dù sao như vậy mỹ thật là kinh tâm động phách nghĩ như vậy cầm chân tướng chi kính nhìn đi qua kim sáng sáng chỉ tưởng muốn biết này vị tại trò chơi bên trong như thế nghịch thiên nhan trị nếu như là hiện thực bên trong nói thật là là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành chỉ sợ là đi đương minh tinh đều được đi coi như là dung nhan có thể thượng điều trăm phần trăm kia có thể mỹ thành như vậy hiện thực trong đã là kém không chạy đi đâu Hiện giờ chân tướng chi kính tại kim sáng sáng trong mắt đã là đùa tương đối không sai, vì cái gì nói như vậy ni? Bởi vì này chân tướng chi kính sở dĩ có thể thấy rõ cái này trò chơi bên trong sở hữu ngụy trang, càng là có thể đem đối phương dịch dung tới trình độ nào cấp trắc thí đi ra. Liền nói thí dụ như yêu ninh tiểu khả ái thượng điều 50%, thanh thiển tiêu tiêu thượng điều 100%, cô tô ngọc 10%, tóm lại ai đều không thể tránh thoát cái này gương chân tướng. Kim sáng sáng vốn cho là mình sẽ nhìn đến một cái mỹ lệ nữ nhân, kết quả khi chân tướng chi kính nhìn hướng lê hoa sơ tuyết thời điểm, nhìn đến lại là một người nam nhân. Ân, một người nam nhân. Lúc này cầm chân tướng chi kính kim sáng sáng cả người đều ngốc lăng ở tại chỗ, sau đó vội vàng đem chân tướng chi kính lấy mở, nhìn đến lại là một cái phiêu lượng nữ nhân, chờ lại đặt trên đến, từ chân tướng chi kính trong được đến, lại là một người nam nhân nam nhân kia dung mạo phổ thông, nhìn ngược lại là sạch sẽ, nhưng là lúc này vẻ mặt say mê cùng hưởng thụ, mặt thượng tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Kim sáng sáng thất thần cầm chân tướng chi kính, sau đó mới nhìn đến chân tướng chi kính đối với đối phương trắc thí. Lê Hoa Sơ Tuyết Nguyên thủy giới tính nam, dùng dịch dung chuyển sinh đang một cái, tự mang mỹ nhan mỹ hoặc hiệu quả. Này đó hình dung từ tuy rằng đơn giản, chính là kim sáng sáng chơi trò chơi không thiếu, đương nhiên là lập tức minh bạch này là có ý gì thứ này phiên dịch lại đây không liền nói đối phương vốn là một cái nam bởi vì ăn trò chơi bên trong dược biến thành nữ nhân vừa nghĩ tới như thế kim sáng sáng trong đầu đều là cửu thiên cùng tiêu giao hai cái đại ban chủ kia hai cái ban chủ không chỉ có có tiền hơn nữa lớn lên cũng không sai hiện thực trong cũng đều là phú gia tử đệ bằng không kim sáng sáng cũng không có khả năng cùng bọn họ quan hệ không sai dù sao nàng là một cái thương nhân ai có tiền liền với ai nhận thức chính là nếu để cho hai cái người biết hai người tại tranh đoạt nữ nhân dĩ nhiên là một người nam nhân một cá nhân yêu khi hai người bọn họ sẽ là cái gì ý tưởng một bên thanh thiển tiêu tiêu nghiêng đầu nhìn hướng kim sáng sáng như thế nào đều ngây người ta đánh đố nàng mỹ nhan khẳng định là mở trăm phần trăm sáng sáng nhượng ta nhìn xem Thanh thiển tiêu tiêu vương tay đi lấy chân tướng chi kính, kim sáng sáng đưa cho nàng, cho một cái thần sắc ánh mắt phức tạp, nàng bây giờ còn không nghĩ tới trò chơi trong bên trong thế nhưng sẽ có vật như vậy. Thế nhưng có thể đem một người nam nhân biến thành một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Này cũng thật bất khả tư nghị đi. Lấy được chân tướng chi kính, thanh thiển tiêu tiêu là trong lòng tối không phục, nàng hiện thực bên trong là một cái mỹ trang bác chủ, cho nên đối với nhan trị đương nhiên là yêu cầu rất cao, lúc trước nguyện ý đi theo thẩm hạt vanh, liền là bởi vì nàng là một cái nhan thống, hiện tại cầm lấy chân tướng chi kính, thanh thiển tiêu tiêu ngược lại là muốn biết như vậy một mỹ nữ chân chính nhan trị rốt cuộc có nhiều cao. Hướng về phía trên cây kia người xem qua đi, kết quả không có nhìn đến một cái nhan trị so với chính mình cao đại mỹ nữ, ngược lại thấy được một người nam nhân, thanh thiển tiêu tiêu cũng là cùng kim sáng sáng phản ứng nhất dạng, đầu tiên là ngây ngẩn cả người. Sau đó cầm chân tướng chi kính nhìn nhiều lần, sau đó quay đầu nhìn hướng kim sáng sáng vẻ mặt không thể tin được ta ta không nhìn lầm đi nàng nói chuyện có chút kỳ kỳ quái quái kim sáng sáng cũng là cười đương nhiên không sai chân tướng chi kính là tuyệt đối sẽ không sai nhìn đến đối phương tới nơi này đánh đàn chính là biệt có ý tứ a nàng cười nhìn hướng về phía một bên thẩm hạt vanh nghĩ vậy cái cái gọi là nhân yêu cùng như vậy nhiều đại ban chủ đều có một chân có thể nói mười vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân hiện tại xem ra chỉ sợ là cảm thấy những cái đó người tiền không đủ nhiều bây giờ là nhắm ngay tự gia hạt ca thanh thiển tiêu tiêu cũng nghe đã hiểu kim sáng sáng ý tứ cười lạnh một tiếng loại này tử nhân yêu quả thực có bệnh nàng không bài xích đồng tính luyến ái cũng không bài xích bất luận cái gì tính hướng chính là thanh thiển tiêu tiêu biết trò chơi bên trong nhân yêu gạt người nhiều sự tình đi loại này rõ ràng là nam nhân lại muốn giả vờ nữ nhân sau đó lừa gạt nam nhân hành vi thật sự là lệnh người cảm thấy đáng xấu hổ đương nhiên có vài người thậm chí lừa gạt nam sinh sau đó còn cảm thấy chính mình ngưu bức không được ước chừng đây là biến thái đi cô tô ngọc nghe nói như thế cũng có chút kỳ quái cũng lấy được chân tướng chi kính tiếp thấy được lê hoa sơ tuyết là cái nam nhân sự tình làm một cái văn tĩnh nữ nhân Nàng trước chưa bao giờ tiếp xúc quá loại trò chơi này, cho nên đối với với nữ nhân bỗng nhiên biến thành một người nam nhân có chút kỳ quái, nhưng là biết là đạo cụ sau đó, ngược lại là cũng có chút lý giải, chính là không lý giải vì cái gì Lê Hoa Sơ Tuyết gần nhất cả ngày cùng những cái đó ban chủ xen lẫn trong cùng nhau, còn những nhân gia đánh sang hào chiến. Liệp Ma căn bản không chú ý này đó, tại chân tướng chi kính đưa qua đến sau đó, tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó chính là cảnh giác ánh mắt nàng đương nhiên cũng là ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy cái này người là đối thiên chỉ hạt có ý tưởng, hiện tại càng là biết đối phương thân phận sau đó, càng thêm xác định. Duy nhất một cái yêu ninh tiểu khả ái bận củng cố chính mình tại thẩm hạt vanh trong lòng địa vị, hoàn toàn không thể tưởng được chân tướng chi kính, cho nên lúc này còn không biết chuyện này. Lê Hoa Sơ Tuyết, cũng chính là Quý Dương, hắn lúc này đối chính mình biểu hiện thập phần vừa lòng, dù sao, không có một người có thể cự tuyệt như thế mỹ lệ một nữ nhân quý dương tại hiện thực sinh hoạt trung cũng chính là một người bình thường cho nên biến thành như vậy một đại mỹ nữ sau đó hắn lần đầu tiên soi gương thời điểm cũng là vi như vậy một đại mỹ nữ sở khuynh đảo sau lại phát hiện mình gặp được nam nhân đều sẽ nhịn không được lấy lòng chính mình sau đó càng là cảm thấy chính mình nhất thiết phải lợi dụng chỗ tốt này đi làm một ít sự tình như vậy nói tài năng đủ nhượng trò chơi thay đổi chính mình hiện thực sinh hoạt Đến đổi những cái đó nam nhân, bọn họ ham sắc đẹp, vì chính mình mỹ mạo đưa cho hắn trang bị cũng hảo, đổ pháo hoa cũng hảo, vẫn là mặt khác là trọng yếu hơn đồ vật, kia đều là bọn họ cam tâm tình nguyện, chính mình cũng cũng không có đi chủ động yêu cầu quá nhân gia. Mà ngay cả lần này sang hào chiến, cũng là cửu thiên cùng tiêu giao ban hội đơn độc quyết định, quý dương cũng mừng rỡ giả bộ không biết, coi như là tư hàng huyên hai người, cũng chỉ là tỏ vẻ là nàng sai lầm, kết quả bị hai người nhất đốn an ủi, sau đó đưa không thiếu hảo đồ vật. Loại này chỉ cần là tuyệt sắc mỹ nữ, liền dễ dàng như vậy bị lấy lòng cảm giác, thật tốt quá. Quý Dương tính là có chút minh bạch, vì cái gì những cái đó diện mạo phiêu lượng nữ nhân đều không hảo hảo sinh hoạt, ngược lại cùng phú nhị đại kết hôn, bởi vì này liền là một cái ít lợi trao đổi a. À. Nghĩ đến chính mình trước bạn gái, Quý Dương cảm thấy chính mình coi như cũng lý giải bạn gái cách làm dù sao có thể dễ dàng đạt được một vài thứ, vì cái gì còn muốn như vậy nỗ lực ni. Tại trò chơi bên trong hưởng thụ loại này bị vạn người truy phủng cảm giác, thật sự là phi thường thoải mái A Thiên chỉ hạt là mục tiêu của hắn, đối phương tài đại khí thô, hơn nữa nghe nói lớn lên cũng không sai, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hắn mở một cái hậu cung, vừa thấy chỉ biết là hoa tâm nam nhân. Bất quá kia đều không tính cái gì, quý dương tin tưởng, ở cái này trò chơi bên trong, không có so với chính mình càng thêm mỹ mạo nữ nhân, thêm thượng chính mình mỹ hoặc dược, bất luận cái gì nam nhân đều không có khả năng trốn quá lòng bàn tay của mình. Lần này đến bên này đánh đàn, cũng là trước tiên biết thiên chỉ hạt gần nhất thích mang theo hắn hậu cung lại đây, mới cố ý lại đây hấp dẫn cái này háo sắc nam nhân. Dù sao, như vậy mở hậu cung, khẳng định là háo sắc nam nhân, sẽ đối chính mình như vậy một cái nhân vật đại mỹ nhân nhi không động tâm sao. Một khúc đạn hoàng, Lê Hoa Sơ Tuyết lúc này mới mở to mắt, một đôi như nước giống nhau thâm tình đôi mắt nhìn hướng đứng ở nơi đó đoàn người. Ánh mắt đầu tiên, hắn liền bị đứng ở nơi đó tuấn nam mỹ nữ cấp kinh ngạc đến, không nói bên trong hạt trong bầy gà thiên chỉ hạt, liền nói mặt khác năm cái cô nương, là thật mỗi cái đều có ưu điểm, nam nhân yêu nhất đồng nhan la lị, hỏa bạo mỹ nữ, ôm nhu như nước, lạnh lùng như băng, còn có một cái tinh linh cổ quái. Quả nhiên là một cái thích hưởng thụ nam nhân, này hậu cung chọn lựa không có ai bất quá này đều không là vấn đề quý dương nhìn đến vài cái người dung mạo sau đó đã cảm thấy đối phương không có khả năng so với chính mình càng hảo cho nên động tác tao nhã từ lê trên cây phi xuống dưới dừng ở khoảng cách thẩm hạt vanh bọn họ hai mễ địa phương kim sáng sáng mặt thượng không có gì biểu tình thanh thiển tiêu tiêu vẻ mặt chán ghét cô tô ngọc cho mày liệt ma lại là đã tiến nhập phòng bị trạng thái thẩm hạt vanh nhìn trước mắt lê hoa sơ tuyết xem như minh bạch nguyên chủ vì cái gì sẽ tài tại một người như thế trong tay đến nỗi lê hoa sơ tuyết hắn đương nhiên xem tới được những nữ nhân này bộ dáng bất quá bị nam nhân lấy lòng lâu ngày hắn cho rằng những nữ nhân này chính là ghen tị hắn mỹ mạo mà thôi nữ nhân liền là như thế này hư vinh mà lại tràn ngập ghen tị tồn tại mục tiêu của hắn chính là thiên chỉ hạt mà thôi tác giả có lời muốn nói Ta nhìn xem hạ cái chương và tiết có thể hay không viết xong Nga hạ một càng trước 12 giờ, cầu dịch dinh dưỡng A sao sao đát. Quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục, một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đát cảm tạ vi ta đầu xuất bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Chương 73 Ta bằng bản lĩnh tam thê tứ thiếp Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lê Hoa Sơ Tuyết hướng phía mọi người lộ ra một nụ cười, Tại mở hai mắt ra sau đó, nàng nhan trị lại một lần nữa tăng lên, phỏng chừng là nhượng bất luận cái gì nam nhân nhìn đến đều không thể phản kháng. Gió thổi qua có lê hoa không ngừng tại chung quanh hắn xoay tròn, càng là có một loại đặc biệt xa hoa. Nàng liền như vậy trạm, thập phần tự tin thẩm hạt vanh sẽ cùng hắn đến gần, dù sao như vậy nhất trương mặt, cũng đã là làm cho không người nào có thể cự tuyệt tồn tại. Đã thói quen với bị nam nhân lấy lòng hắn, cảm thấy thiên chỉ hạt loại này hoa tâm người, là tuyệt đối cự tuyệt không loại này sắc đẹp dụ hoặc. Ngươi không cần lại đây. Thanh thiển tiêu tiêu mở miệng trước, hiện tại trong mắt tuy rằng là đối phương sắc đẹp, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương là một cái nhân yêu, hơn nữa đem như vậy nhiều nam nhân đùa bẩn tại vỗ tay bên trong, cũng là nhượng thanh thiển tiêu tiêu có chút chán ghét. Mặt khác người cũng là nhịn không được đứng ở thẩm hạt vanh trước người, biết cái này nam nhân mục tiêu khẳng định là nhắm ngay thẩm hạt vanh, trừ bỏ yêu ninh tiểu khả ái ở ngoài, những người khác đều đã biết Lê Hoa Sơ Tuyết là nam sinh sự tình. Bị cự tuyệt tới gần Lê Hoa Sơ Tuyết đương nhiên không sẽ như vậy chính mình dán đi lên, làm một người nam nhân, hắn thân thiết biết nam nhân lược căng tính, chỉ có được không đến mới là tốt nhất, cho nên Lê Hoa Sơ Tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia bị thương, sau đó liền xoay người rời đi, như vậy tiêu sái bộ dáng, chỉ sợ là những người nhìn đến sau đó liền sẽ cảm thấy là ai khi dễ nàng. Chờ người hoảng hoảng ly khai các nàng tầm mắt, kim sáng sáng mới quay đầu nhìn hướng thiên chỉ hạt hạt ca ngươi nói cái này trò chơi bên trong có thể nhượng người nam biến nữ đồ vật sao nàng chính là một chút đều không muốn làm cho hạt ca thụ đến dụ dỗ ân ừ, có thẩm hạt vanh gật đầu vốn là hắn cũng không biết nhưng nhìn hoàng cái này thân thể ký ức sau đó có thể không biết sao muốn biết thế giới thứ hai cấp sở hữu người cảm giác mặc dù là chân thật nhưng là nó dù sao cũng là một cái trò chơi là trò chơi nói nơi này sẽ có rất nhiều không phù hợp hiện thực vấn đề tình huống này là phi thường bình thường tình huống có kết quả này sau đó một bên thanh thiển tiêu tiêu mới vội vàng nói rằng vừa mới nữ nhân kia chính là bị cửu thiên cùng tiêu giao ban chủ tranh đoạt nữ nhân lê hoa sơ tuyết chúng ta vừa mới dùng chân tướng chi kính nhìn nhìn kết quả phát hiện hắn là nam trò chơi trong gặp được nhân yêu loại chuyện này là phi thường nhiều chính là toàn tức trò chơi bên trong đại gia vẫn là lần đầu tiên nếu chính là cá nhân cách chơi nói đại gia cũng không cần nói cái gì chính là lê hoa sơ tuyết hành vi thật sự là rất có nhầm vào tính hắn nhận thức những cái đó nam nhân một mỗi cái đều cũng có tiền bằng không chính là đại bang phái người lãnh đạo này khó tránh khỏi không cho người nghĩ nhiều hảo sao lần này bọn họ có thể bỗng nhiên tại loại địa phương này gặp gỡ chẳng lẽ thật là khéo hợp sao nga thẩm Hạc vanh gật đầu phản phất đối này kiện sự tình không có hứng thú, một bên yêu ninh tiểu khả ái đã trừng lớn lạc ánh mắt, không thể tin được này kiện sự tình. Hạt ca, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy cái kia lê hoa sơ tuyết rất phiêu lượng sao? Hỏi vấn đề này, là kim sáng sáng, nàng cố ý nháy mắt mấy cái, tự hồ thật sự đối này vấn đề đáp án có chút ngạc nhiên. Lời này một suốt, vài cái cô nương đều nhìn hướng về phía thẩm hạt vanh, dù sao, làm nữ nhân, các nàng đối dung mạo loại chuyện này là thật phi thường để ý. Còn đi đi. Thẩm hạt vanh cấp xuất đáp án, nếu không biết đối phương là nam, có lẽ đối phương như vậy nhan trị cũng không tệ lắm, chính là một khi vào trước là chủ biết đối phương là nam nhân, khi cảm giác đương nhiên là không giống nhau. Hắc hắc, ta nghĩ tới một cái hảo phương pháp, đêm nay 8 giờ cửu thiên cùng tiêu giao ban chủ không là muốn vì nàng đánh sang hào chiến sao. Ta liền mang theo chân tướng chi kính đi qua, làm cho bọn họ hảo hảo vui vẻ một chút, xem náo nhiệt không chê sự tình đại kim sáng sáng tỏ vẻ, nàng thích nhất xem náo nhiệt. Mặt khác người cũng đều là sôi nổi đồng ý, dù sao ngươi ngẫm lại, trước hai nam nhân có thể là vì nữ nhân này mở nhiều lần giúp chiến, hiện tại nếu là bỗng nhiên biết, như vậy một cái cô nương móc ra so với bọn hắn còn đại. Ân, ừ, khi cảm giác nhất định chơi rất vui đi. Vài cái cô nương phân biệt tỏ vẻ chính mình cũng muốn đến, thẩm hạc văn đương nhiên sẽ không sai quá nam chủ rớt mã trò hay, cho nên cũng tỏ vẻ 8 giờ sẽ đi qua nhìn, thêm thượng loạn thế ban hội bên trong một ít thấu náo nhiệt người. Đã đến buổi tối 8 giờ quyết đấu cái bàn bên kia, đã là người đông nghìn nghiệp, vì xem náo nhiệt, đại ma vương càng là mang theo loạn thế không ít người lại đây, đương nhiên cũng là sợ hãi xảy ra chuyện gì sau đó đại gia đánh đứng lên, kia bọn họ ít người nói, vạn nhất bị đánh làm như thế nào. Cửu thiên bang chủ tên là cửu thiên bay lượng, tiêu giao bang chủ tên là tiêu giao hầu, tại mọi người tới sau đó, đều có thể đủ nhìn đến hai cái người đang tại lấy lòng một cái đứng ở góc nữ nhân, nữ nhân kia cơ hồ là nhượng ở đây nam nhân nhìn một mắt, đều muốn cảm thán đối phương dung mạo, kia thật là so hiện thực bên trong minh tinh còn muốn phiêu lượng không thiếu. Như vậy tưởng tượng, giống như hai cái người vì như vậy một nữ nhân nháo đứng lên, tự hồ cũng là không nhiều lắm vấn đề kim sáng sáng cùng thẩm hạt vanh bọn họ cũng đứng ở một bên bị mọi người sở vây xem dù sao gần nhất loạn thế phát triển lớn mạnh đại gia đều có thể đủ xem ở trong mắt biết liền là bởi vì thiên chỉ hạt như vậy một cái đại lão bản xuất tiền nói cách khác làm sao có hiện tại loạn thế còn có kim sáng sáng các nàng dung mạo khác nhau mỹ nữ càng là nhượng nhóm ngoạn gia nam hâm mộ vạn phần ngược lại là nữ các người chơi nhìn kim sáng sáng vài cái người thần sắc không thế nào hảo có câu nói hảo nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân, những lời này nhìn như rất có đạo lý, nhưng là trên thực tế, bình thường dưới tình huống, so với nam nhân, nữ nhân càng thêm thích khó xử nữ nhân, liền nói kim sáng sáng các nàng nguyện ý cùng một người nam nhân đồng thời tại cùng nhau, cái này nhượng không ít người khách sáo, nam nhân là hâm mộ thiên chỉ hạt, nữ nhân lại là chán ghét những cái đó nữ nhân. Các nàng cho rằng như vậy nữ nhân cho các nàng mất mặt sở hữu người đều đang chờ đợi cái này những người kích động sang hào chiến, mà kim sáng sáng lại là ám xoa xoa nhìn một mắt hai người, nở nụ cười, cấp hai người gửi đi tư tính, cũng không cái khác, chính là trực tiếp đem chân tướng chi kính thuộc tính phát rồi đi qua. Chân tướng chi kính Có thể nhìn thấu cái này trò chơi bên trong sở hữu ngụy trang. Phiên dịch lại đây ý tứ, không liền nói. Có thể những ngươi nhìn rõ ràng ngươi tại trò chơi bên trong thích người rốt cuộc là người hay quỷ kim sáng sáng. Ban chủ, thế giới thứ hai sang hào sau đó chính là không được chơi, không bằng trước tới chỗ của ta nhìn gặp các ngươi thích cô nương rốt cuộc là người hay quỷ. Nói câu thật sự nói, nam nhân có chút thời điểm ngoài miệng nói xong ta yêu chính là linh hồn của ngươi, nhưng là trên thực tế dung mạo cũng là chiếm rất đại một phần. Ít nhất cửu thiên cùng tiêu giao ban chủ đều là bởi vì Lê Hoa sơ tuyết nhan trị coi trọng hắn, cho nên tiếp đến tin tức này sau đó, hai người đều là nhịn không được nhìn một mắt lê hoa sơ tuyết. Bọn họ vì nữ nhân này quyết đấu, thậm chí lui du, tổng là. Có thể nhìn nhìn đối phương chân chính bộ dáng đi. Sau đó cửu thiên bay lượng cùng tiêu giao hầu không biết cùng lê hoa sơ tuyết nói gì đó, sau đó hướng phía kim sáng sáng bên này đã đi tới. Như vậy hình ảnh càng là nhượng không thiếu bệnh gì hưng phấn, chẳng lẽ kia trong truyền thuyết đệ nhất mỹ nữ, cùng thiên chỉ hạt cũng có quan hệ sao đại gia như vậy suy đoán, chính là không nghĩ tới hai người cũng là tìm được kim sáng sáng. Ra giá cách đi. Hai người đều là từ kim sáng sáng nơi này mua không thiếu đồ vật người, biết nữ nhân này tham tài rất, cho nên cũng không nói cái khác. Huống chi hai người tại hiện thực trong đều là phú nhị đại, có tiền rất, không thiếu số tiền này. Nhìn tại các ngươi hiện tại đều rất yêu cầu thứ này phần thượng, 10 vạn một lần hiện trường giao dịch, ta có thể là vì giúp các ngươi, này chân tướng chi kính là thần khí, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn không có mặt khác người dùng qua ni, cái này 10 vạn đương nhiên không có khả năng là trò chơi tệ, đối với thổ hào đến nói, tiêu tiền nhìn một cá nhân bộ mặt thật, cũng không tính cái gì, 10 vạn khối, hai người trực tiếp chuyển khoản. Không sai, bởi vì kim sáng sáng trước liền cùng hai người có quá trang bị cùng tài liệu giao dịch, cho nên trói định có tạp, trực tiếp chuyển đi qua sau đó, kim sáng sáng bên này liền tiếp đến tin tức sau đó Kim sáng sáng đem hai người tổ vào chính mình đội ngũ, kia chân tướng chi kính chỉ có cùng đội ngũ người có thể sử dụng, nơi này không thể không nói một chút, thần khí là trói định, vô pháp giao dịch cho người khác. Cái thứ nhất lấy được chân tướng chi kính chính là cửu thiên bay lượng, hắn có chút ngạc nhiên nhìn cái này kính viễn vọng, sau đó tùy ý hướng phía lê hoa sơ tuyết bên kia nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt đại biến, hắt thành một đoàn. Tiêu giao hầu cũng lấy được chân tướng chi kính, thấy được mình thích lê hoa sơ tuyết dĩ nhiên là cái nam nhân. Thần khí khẳng định là không sai. Như vậy sai cũng chỉ có người. Ngay tại vây xem quần chúng nhóm cho là mình sẽ nhìn đến một hồi nhiệt huyết sôi trào sang hào thời gian chiến tranh, kết quả lại nhìn đến theo đuổi lê hoa sơ tuyết hai cái người thế nhưng đồng thời đối lê hoa sơ tuyết mở báo thù, đương trường liền đối với lê hoa sơ tuyết một trận phát ra, những lê hoa sơ tuyết thảm hề hề chết ở trên mặt đất. Sau đó một giờ, quả thực chính là cực kỳ tàn ác giết hại, hai người hắc mặt không ngừng giết chết Lê Hoa Sơ Tuyết, mặc dù có người tưởng muốn lại đây đem nữ thần cứu đi, chính là căn bản là không có biện pháp. Ai nhượng cửu thiên cùng tiêu giao người nhiều lắm đi. Đều ở bên ngoài đổ, người bình thường căn bản là vào không được. Lê Hoa Sơ Tuyết, cũng chính là Quý Dương, còn không minh bạch đến tục cùng là xảy ra chuyện gì, đang định hưởng thụ như vậy hai nam nhân vì chính mình tranh giành tình nhân bộ dáng, Kết quả liền bị bỏ thêm báo thù, tiếp liền nhìn đến nguyên bản đối chính mình sủng ái có thêm hai người đối với mình chính là một trận kỹ năng, cả người đau đến không được, ngã trên mặt đất. Hắn tuy rằng Mỹ chính là sức chiến đấu lại không cao, trên người mặc dù có trang bị, có thể là bởi vì bên người vẫn luôn có nam nhân bảo hộ, căn bản là không có chính mình đi giết hơn người, kỹ năng đều không hiểu lắm, lúc này quả thực là tay trói gà không chặt bị giết. Cửu Thiên bay lượng cùng Tiêu Giao hầu hai người đều hắc mặt cũng là không có nói cho bất luận kẻ nào bọn họ giết Lê Hoa Sơ Tuyết nguyên nhân, hai người cũng không phải cảm thấy bị một cá nhân yêu lừa dọa người, mà là cảm thấy một người như thế cũng dám lừa gạt đến bọn họ trên đầu, làm cho bọn họ thậm chí có chút tâm động, dù sao nếu không tâm động nói, cũng sẽ không vi nữ nhân này mở nhiều lần giúp chiến, thậm chí lần này còn tính toán đánh sang hào chiến. Hai người lần đầu tiên như vậy đồng tâm đồng đức, đối với Lê Hoa Sơ Tuyết một trận trường nhượng một bên kim sáng sáng chờ người nhìn có chút thảm hề hề kim sáng sáng chơi bắt tay trong chân tướng chi kính cười tủng tỉm nói các ngươi nhìn đây là kẻ lừa đảo hạ tràng gạt người nhất thời sản sau đó hỏa tán tràng tác giả có lời muốn nói phỏng chừng sai lầm còn có một cái chương và tiết có thể kết thúc câu chuyện này đại gia ngày mai gặp nga quỳ cầu cất chứa tác giả chuyên mục một kiện tìm tòi giang hồ không thấy sao sao đát